Na Lan luôn mong đợi được kết hôn với Bạch Mã hoàng tử của mình. Tuy nhiên ngay trong đêm tân hôn, cô lại từ chối không cho chồng chạm vào người. Sau khi bị mẹ từ chối giúp đỡ, cô bất lực về phòng ngồi ở cuối giường suốt cả đêm. Xe đắt tỉnh dậy vẫn nghĩ do hôm qua mình đã uống quá nhiều nên hai vợ chồng mới chưa động phòng. Nhìn người chồng thản nhiên thay đồ trước mặt mình, Na Lan vội vàng ôm quần áo trốn vào nhà vệ sinh. Đây là lần đầu tiên cô mặc áo lót trong đời, nó mềm mịn khác hẳn bộ đồ bảo hộ bó sát mà trước đây cô phải mặc, bởi vì mẹ chưa từng dạy cô cách mặc áo lót như thế nào. Na Lan luống cuống không biết cài khuy áo phía sau lưng. Xe đã đi tới giúp cô giải quyết vấn đề, còn tặng cho cô một nụ hôn nồng cháy. Na Lan lúc này mới nhận ra mình đã là vợ người ta rồi. Hai vợ chồng bước xuống lầu, tất cả mọi người đều đang đợi họ. Khi hai mẹ con nhìn nhau, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của con gái, bà mẹ liền nhận ra tối qua chắc chắn vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Còn xe đát ở bên cạnh chào hỏi mẹ mình, bà mẹ cũng tỏ rõ thái độ miễn cưỡng. Bà không thể tha thứ cho hành vi dơ bẩn mà con trai đã làm trong nhà vệ sinh tối hôm qua. Trên bàn ăn, xe đát ân cần gắp cho vợ một miếng thịt. Na Lan vẫn giữ thói quen nhìn về phía mẹ, sau đó nhẹ nhàng đẩy miếng thịt sang một bên. Cả bữa chỉ ăn cà chua và dưa chuột. Bố chồng nói đám cưới đã tổ chức xong xuôi, ông hy vọng sớm được bế cháu nội. Nhưng con trai lại nói hai vợ chồng họ vẫn chưa muốn có con trong thời gian này, nghĩ đến cảnh cả ngày phải thay tã vắt sữa đã thấy sợ. Bà mẹ nghe xong lập tức ngắt lời con trai, bà cũng hy vọng hai vợ chồng họ sớm sinh con, như vậy thì con trai mình mới có trách nhiệm với gia đình, không lêu lổng suốt ngày nữa. Câu nói của bà mẹ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, bà mới nhận ra mình đã lỡ lời. Sau khi bữa sáng kết thúc, bạn thân hỏi Na Lan tình hình đêm qua như thế nào, vốn tưởng rằng cô ấy xấu hổ nên mới ấp úng như vậy, không ngờ Na Lan lại nói tối qua họ không hề làm gì cả. Bạn thân nói rằng mình thật sự không thể hiểu nổi chuyện này, sau đó nghe điện thoại rồi vội vã rời đi. Na Lan vừa ra cửa liền gặp mẹ, bà mẹ hỏi cũng hỏi chuyện tối qua là như thế nào. Na Lan chỉ biết giải thích với mẹ mình vẫn chưa sẵn sàng. Nhìn thấy con gái lần đầu mặc áo lót không quen liền giúp con gái kéo dây áo rồi nói dần dần rồi con sẽ quen. Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì bị nhân viên khách sạn gọi lại. Nhân viên nói với bố chồng khi phục vụ dọn dẹp phòng, con trai ông đã nhặt được một chiếc vòng tay trong bồn cầu. Na Lan rất căng thẳng khi nhìn thấy chiếc vòng tay bởi vì nó là quà cưới người yêu cũ của chồng tặng cho mình. Cô cảm thấy buồn nôn khi nhận được món quà này, lập tức ném nó vào bồn cầu rồi xả nước, nhưng không ngờ chiếc vòng tay lại bị kẹt vẫn nằm nguyên ở đó. Đối diện với câu hỏi của bố chồng, cô chỉ đành nói dối khi mình rửa mặt đã bỏ quên. Hôm nay Na Lan chính thức rời xa bố mẹ chuyển về nhà chồng. Bà mẹ bảo vệ con gái suốt 25 năm cuối cùng đã trả lại tự do cho cô ấy, dặn dò con gái phải học cách tự bảo vệ mình. Khi tạm biệt thông gia, bà mẹ hy vọng họ sẽ bao dung với con gái mình nhiều hơn, đồng thời cũng ra hiệu cho anh trai xe đát nhất định phải giữ lời hứa. Bước xuống xe, xe đát nắm chặt tay Na Lan dắt cô ấy vào nhà, sau đó nói với quản gia từ giờ trở đi Na Lan chính là chủ nhân của ngôi nhà này, tất cả giúp việc đều phải nghe lời cô ấy. Na Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ước mơ cưới Bạch Mã hoàng tử rồi sống trong cung điện của cô đều đã trở thành hiện thực. Xe đát cũng đang đóng vai một người chồng tốt, dùng hết sức quyến rũ của mình khiến Na Lan mê đắm. Tuy nhiên ngay sau khi chồng rời khỏi phòng, Na Lan lập tức chạy vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô tự tắm cho mình, cô bắt chước giúp việc bôi xà phòng lên khăn tắm, cho rằng bản thân rất bẩn thỉu vì vừa bị chồng chạm vào cơ thể. Nhớ lại lời mẹ từng nói, cô kỳ cọ thật mạnh để rửa sạch tội lỗi của mình. Từ nhỏ đến lớn không thể thoát khỏi sự quản thúc của mẹ, những nỗi ám ảnh theo cô đến bây giờ khiến cô vừa bất lực vừa sợ hãi. Lúc này xe đắt đi tới nói rằng anh ấy sẽ đưa Na Lan đến dự tiệc ở bãi biển. Na Lan vừa nghe đến biển liền run rẩy, bởi vì bà mẹ bảo thủ không bao giờ cho phép cô mặc bikini hở hang. Thậm chí khi đi mua bikini, bà mẹ không vừa mắt tất cả những bộ đồ trong cửa hàng, sau đó còn cãi nhau với nhân viên cửa hàng về chuyện này. Bà mẹ bắt Na Lan học bơi để có thêm kỹ năng sinh tồn. Bà ta còn đưa cô ấy đến bể bơi không một bóng người để học, một khi phát hiện có người đến liền lấy khăn che người con gái lại, hơn nữa còn mắng người khác nếu họ nhìn con gái mình. Na Lan không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu cứu bạn thân giúp đỡ. Bạn thân nói với Na Lan những ngày tháng bị kiểm soát đã qua rồi, sau đó chọn cho Na Lan một bộ bikini để cô ấy thử. Na Lan nói với bạn thân thực ra cô cũng luôn khao khát hy vọng mình có thể phá vỡ tất cả những điều này, nhưng không thể khắc phục chỉ trong ngày một ngày hai được, bởi vì đây là lời nhắc nhở của cô suốt 25 năm qua. Cuối cùng Na Lan ôm một đống bikini ra thanh toán. Bên này mẹ xe đát kéo con trai về phòng của mình, tức giận nói mình đã nghe thấy những âm thanh kinh tởm trong nhà vệ sinh. Bà chất vấn con trai, lẽ nào Na Lan không phải là báu vật của bố mẹ con bé hay sao mà anh dám làm tổn thương con bé một cách tàn nhẫn như vậy. Bà cảnh cáo xe đát nếu như dám làm chuyện có lỗi với Na Lan thêm một lần nữa thì anh ấy nhất định sẽ mất đi người mẹ yêu thương mình mãi mãi. Vì để nâng cao tình cảm hai vợ chồng, cả gia đình đề nghị hai người hãy đi chơi với nhau nhiều hơn. Hôm nay xe đát dẫn Na Lan đi dự tiệc ở biển với mình. Đây là lần đầu tiên Na Lan gia nhập vào cuộc sống của chồng. Khi xe đát đề nghị cô cởi áo khoác để cùng nhau đi tắm biển, cô lo sợ đứng yên không dám làm gì. Đối diện với lời mời nhiệt tình của bạn chồng, Na Lan chỉ đành nói dối mình không biết bơi. Na Lan lạc lõng giữa đám đông nhộn nhịp. Sự kiểm soát suốt 25 năm qua của mẹ đã trở thành gánh nặng của cô ấy. Khi tất cả mọi người vui vẻ ca hát nhảy múa, cô chỉ có thể ngồi một mình bên cạnh quan sát, mặc dù cô cũng rất muốn được hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt này, nhưng không đủ dũng cảm.
để tránh bị mọi người nhìn mình với ánh mắt khác thường, cô định lấy lý do đi lấy nước ép để tới chỗ họ, nhưng đột nhiên nhìn thấy người yêu cũ của chồng. Nhìn thấy cô ta nhiệt tình ôm ấp những người xung quanh khiến Na Lan mất hứng. Xe đát cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy người yêu cũ, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào mặt dày như vậy. Cô người yêu cũ giả vừa chào hỏi Na Lan, nhưng thực chất là đang cố tình khiến những người xung quanh phớt lờ cô ấy. Na Lan nhận thấy, cho dù cô có miễn cưỡng hòa nhập với mọi người thì mình cũng không thể giống họ vì dù sao cô cũng chỉ là người ngoài cuộc. Na Lan không còn tâm trạng liền lấy cớ mình muốn vào nhà vệ sinh rồi rời đi. Cảnh tượng này đã bị cô người yêu cũ nhìn thấy, cô ta chắc chắn lúc này Na Lan đang rất chán nản, vì vậy đã cho hai người đến gõ cửa nhà vệ sinh sau đó lớn tiếng nói mặc dù vợ của xe đắt rất đẹp nhưng không có sức hút, sắc mặt tái nhợt, thân hình cũng không nóng bỏng, hoàn toàn không giống những người yêu cũ trước đây của anh ấy, còn khẳng định hai vợ chồng họ sẽ sớm ly hôn. Điều đó càng khiến Na Lan thêm chán nản. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Na Lan dìu người chồng say rượu về phòng. Đêm nay cũng vì anh ấy say rượu nên hai người vẫn chưa làm gì cả. Hôm sau là lễ lại mặt của Na Lan, trên bàn ăn bà mẹ hỏi han tìm hiểu tình hình cuộc sống hôn nhân của con gái. Qua lời kể của con rể biết được hai người họ đã kết hôn 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa làm chuyện vợ chồng. Nghe xong bà mẹ liền kiếm cớ gọi Na Lan đến nhà bếp hỏi cô ấy tại sao đến bây giờ vẫn còn trong trắng, yêu cầu con gái lập tức giải quyết chuyện này, tuyệt đối không được để gia đình mất mặt khi bị nhà chồng cho rằng cô là một người phụ nữ có khuyết điểm. Khi xe đắt đang chơi cờ với bố vợ, bà mẹ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm theo dõi mọi hành động của anh ấy. Bà cho rằng con gái mình chắc chắn không có vấn đề gì cả, lẽ nào con rể vẫn vương vấn người cũ bỏ mặc con gái mình. Nhìn thấy xe đắt rời đi, bà mẹ nhân cơ hội này liền đi theo. Vừa gặp bà liền hỏi anh ấy tại sao vẫn chưa làm chuyện vợ chồng với con gái mình, tại sao không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, liệu có phải cơ thể anh có vấn đề gì không? Đối diện với câu hỏi của mẹ vợ, xe đắt nói rằng mọi thứ nên để thuận theo tự nhiên, hơn nữa đây là chuyện riêng của hai vợ chồng họ. Na Lan không thấy mẹ và chồng trở lại, cô nhanh chóng có dự cảm không lành, vừa đi đến cửa liền nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Bà mẹ yêu cầu xe đát tối nay phải tiến hành động phòng, cho dù có phải ép Na Lan cũng phải hoàn thành chuyện này. Nếu như không phải chính tai mình nghe được thì Na Lan cũng không dám tin đây là những lời nói phát ra từ miệng mẹ mình. Nghe thấy mẹ lặp đi lặp lại những lời ép buộc, cô đi đến ngắt lời mẹ. Tuy nhiên bà mẹ tiêu chuẩn kép không biết xấu hổ, ngược lại còn cảnh cáo cô nếu như tối nay không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì bà ta sẽ đích thân ra tay. Na Lan lúc này mới nhận ra mẹ mới chính là người đã đẩy cô xuống địa ngục. Đến khi chia tay, ông bố an ủi con gái hãy quên hết những gì mẹ vừa nói, hứa rằng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương con gái mình. Sau khi tiễn vợ chồng con gái, ông bố quay vào nhà mắng vợ ông chưa bao giờ phải mất mặt như ngày hôm nay. Bà đã kiểm soát tra tấn con gái suốt 25 năm nay bây giờ lại nói những lời như vậy trước mặt con rể. Lẽ nào bà không biết xấu hổ hay sao? Bà mẹ cho rằng con gái không thể giải quyết được thì mình ra tay giúp đỡ chẳng có gì là sai cả. Ông bố không thể chịu nổi hành vi ngu ngốc của vợ tức giận bỏ đi. Trên đường về nhà xe đát không ngừng an ủi vợ, bảo cô ấy đừng cảm thấy có lỗi và xấu hổ vì chuyện này, mẹ làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho vợ chồng họ mà thôi. Sau đó anh ấy dẫn Na Lan đến du thuyền của mình để giải tỏa tâm trạng. Khi Na Lan nhìn thấy trong du thuyền có một chiếc giường lớn, tâm trí cô không ngừng nhớ đến bí mật mẹ đã truyền cho mình. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô bắt đầu chủ động. Hành động của Na Lan khiến xe đát bất ngờ, nhưng anh cũng biết rõ vợ mình đã phải chịu áp lực của mẹ vợ, nếu không cũng không thay đổi đột ngột như vậy. Xe đát an ủi vợ bây giờ em đã trưởng thành rồi, hơn nữa đây là chuyện riêng của hai vợ chồng, hoàn toàn không cần phải ép buộc bản thân phải làm như vậy. Câu nói của chồng khiến Na Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bên này, sau khi cãi nhau với chồng, bà mẹ lập tức đến hiệu thuốc yêu cầu ông chủ chuẩn bị thuốc bổ thúc đẩy tuần hoàn máu. Ông chủ nghe xong liền biết bà ấy đang cần mua thuốc gì, còn nhắc nhở bà ấy bây giờ tuổi cao sức yếu rồi, dù sao cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình. Bà mẹ nghe xong ngại ngùng rời đi. Đến bữa tối, người anh trai chưa từng ngồi ăn cùng mọi người đột nhiên xuất hiện trên bàn ăn, còn nói rằng sau này sẽ ăn cơm cùng mọi người. Cả nhà nghe xong ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Ông bố cũng rất vui vì điều này, như vậy mới thực sự là một gia đình. Sau khi ăn xong cả nhà đang ngồi quây quần nói chuyện với nhau thì giúp việc đi tới đưa cho Na Lan thùng đồ chuyển phát nhanh. Bố chồng tò mò hỏi Na Lan bên trong có cái gì, tại sao mẹ cô không đích thân mang tới mà lại phải đặt người ta giao đến. Na Lan ngại ngùng giải thích bên trong chỉ là thuốc bổ của mình. Nhìn những hộp thuốc trong thùng, Na Lan cũng không biết đây là thuốc gì. Đúng lúc này bà mẹ gửi tin nhắn đến hỏi con gái có đang ở một mình hay không. Na Lan lập tức gọi cho mẹ. Bà mẹ yêu cầu Na Lan vểnh tai lên mà nghe cho rõ. Trong thùng có hai hộp thuốc, một hộp là của Na Lan còn một hộp là của con rể. Sáng tối mỗi bữa một thìa, nhớ phải uống đúng giờ. Na Lan mở hộp thuốc ra ngửi thấy mùi rất khó chịu. Mặc dù không muốn uống nhưng cô không dám làm trái lời mẹ. Xe đát quay trở lại phòng liền nhìn thấy đống đồ trên bàn. Anh hỏi vợ những thứ này là gì. Thấy vợ ấp úng, anh lập tức hiểu rằng những món đồ này để giúp họ trong việc sinh con, sau đó anh nhanh chóng lấy thuốc uống. Na Lan nhìn thấy chồng hợp tác với mình khiến cô rất hài lòng. Sau khi uống thuốc, xe đắt trực tiếp lên giường nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Na Lan lại bắt đầu lo sợ, cô không biết tiếp theo phải làm thế nào. Nhìn thấy vợ luống cuống, xe đắt chủ động nắm tay an ủi vợ đừng để ý người khác nghĩ gì, khi nào em mở lòng sẵn sàng đón nhận thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Sau đó hai người ôm nhau ngủ.
Nhưng đến nửa đêm Na Lan chợt tỉnh giấc, cả người nóng lên mồ hôi đầm đìa, cô lập tức đứng dậy đi uống nước. Bởi vì uống thuốc của mẹ nên cô đã bị dị ứng nghiêm trọng, cô vội vàng xuống nhà tìm thuốc dị ứng. Đúng lúc này quản gia đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Na Lan, ông nhanh chóng đưa thuốc cho cô ấy. Sau khi uống thuốc, Na Lan đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn Xe Đát cả đêm ngủ ngon không hề xuất hiện bất kỳ khác thường nào. Hôm sau Na Lan hào hứng quay trở lại làm việc, nhưng khi cô đề cập chuyện này với bố chồng liền bị ông ấy từ chối, nói rằng bây giờ con đã kết hôn, nhiệm vụ cần làm nhất bây giờ là sinh con. Mặc dù Na Lan không muốn như vậy nhưng vẫn phải nghe lời bố chồng. Bố chồng bảo cô hôm nay phải đến công ty xin nghỉ việc, ở nhà làm một bà nội trợ toàn thời gian. Na Lan vốn tưởng rằng sau khi thoát khỏi mẹ cô sẽ được tự do, không ngờ chỉ là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác. Bà mẹ đã đợi rất lâu, nhưng con gái vẫn chưa mang thai, bà ta quyết định bỏ nhà đi nhân lúc chồng không có nhà. Trước khi đi còn dặn giúp việc nói với chồng rằng bà ta sẽ đến nông trường của em gái 2 tuần. Sau đó giúp việc gọi cho bố Na Lan chuyển lời bà chủ dặn tới ông ấy. Na Lan và Xe Đát không hề hay biết bà mẹ biến thái đang đứng ở tòa nhà đối diện theo dõi họ qua ống nhòm. Na Lan đang đi vệ sinh đột nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà mẹ hỏi cô đã uống thuốc đúng giờ hay chưa, yêu cầu cô lập tức mở rèm ra, hơn nữa không được phép tắt đèn. Yêu cầu kỳ quặc của mẹ khiến Na Lan cảm thấy nghi ngờ. Xe Đát nói rằng đêm nay rất thích hợp để hai người có một đêm nồng cháy, nhưng Na Lan không hề có hứng làm chuyện ấy. Cô lặng lẽ đi ra cửa sổ kéo rèm liền nhìn thấy mẹ đang theo dõi mình qua ống nhòm. Na Lan không ngờ mẹ mình lại điên rồ đến mức này. Cô biết rõ mục đích mẹ làm như vậy là gì. Nếu như hôm nay mình không làm chuyện vợ chồng thì đến ngày mai có lẽ mẹ sẽ làm chuyện điên rồ hơn. Đúng lúc này anh trai chuẩn bị ra ngoài xử lý công việc. Trong gia đình này người khiến anh lo lắng nhất chính là Na Lan. Khi anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Na Lan đang đứng bên cửa sổ, sau đó lại nhìn thấy mẹ cô ấy đứng bên nhà đối diện. Na Lan cắn răng chịu đựng nói với chồng hôm nay mình đã sẵn sàng. Xe Đát nghe xong đương nhiên rất vui, anh đã đóng vai người chồng tốt bấy lâu nay chỉ vì điều này. Để xoa dịu sự căng thẳng của vợ, anh đi tới an ủi cô ấy. Na Lan cố tình đưa chồng đến cửa sổ thể hiện những cử chỉ thân mật trước mặt mẹ. Chứng kiến con gái đang từng bước làm theo kế hoạch của mình, bà mẹ bắt đầu cầu nguyện cho con gái mình quên đi đạo đức và danh dự để mọi thứ diễn ra thuận lợi, sau đó thổi hơi thở thần tiên ban tặng cho con gái. Tuy nhiên mọi chuyện đã không theo ý bà muốn. Đang làm đến giữa chừng, trong đầu Na Lan không ngừng xuất hiện những lời mẹ từng nói, lời dặn không được tiếp xúc với đàn ông đã in sâu vào trong trí óc của cô. Toàn thân cô run rẩy không ngừng nói linh tinh khiến Xe Đát vừa lâm trận sững sờ. Cuối cùng Na Lan không thể chịu đựng được vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Xe Đát không hiểu tại sao lần nào cũng như vậy, rõ ràng nói đã sẵn sàng nhưng đến lúc quan trọng lại không được. Anh chất vấn Na Lan có bao giờ nghĩ nếu cứ như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không. Bây giờ anh ấy giống như một quả bóng căng phồng đột nhiên bị thả ra. Tuy nhiên lúc này Na Lan chỉ nghĩ đến việc sẽ phải giải thích với mẹ như thế nào. Biết kế hoạch đã thất bại, bà mẹ tức giận mắng con gái bất tài vô dụng. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những tội lỗi này đều bắt nguồn từ mình. Nếu như không phải vì những quan niệm cổ hủ mà bà ta áp đặt cho Na Lan thì cô ấy cũng không phải đau khổ như vậy. Xe Đát hy vọng vợ có thể ra ngoài để hai người nói chuyện cùng nhau giải quyết vấn đề. Na Lan ở trong phòng tắm rửa tay thật kỹ, lúc này cô đã sụp đổ hoàn toàn. Cùng lúc đó anh trai Xe Đát đã đến tìm bà mẹ nói rằng mình đã nhìn thấy bà ấy dùng ống nhòm để theo dõi con gái. Bà mẹ phủ nhận mình không làm như vậy nhưng anh trai đã nhìn thấy ống nhòm để trên bàn. Anh khuyên bà mẹ hãy về nhà, bây giờ tình cảm của hai vợ chồng Xe Đát vẫn rất tốt, cứ để mọi chuyện tiến triển dần dần. Nhưng bà mẹ vẫn giữ quan điểm của mình, thậm chí còn bảo người anh trai nên phối hợp với mình. Anh trai Xe Đát không thể hiểu nổi tại sao một người mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy. Anh yêu cầu bà ta lập tức rời khỏi đây. Bà mẹ đương nhiên không đồng ý, thẳng thắn nói anh không có quyền gì đuổi tôi đi. Xe Đát buồn bực lại nhớ người yêu cũ, nửa đêm gửi tin nhắn hẹn gặp cô ta. Na Lan bước ra nhìn thấy căn phòng bừa bộn, cô cảm thấy tội lỗi vì đã làm tổn thương chồng. Xe Đát gặp người yêu cũ than phiền cuộc hôn nhân của mình rất nhàm chán. Tuy nhiên chưa nói được mấy câu đã bị mẹ vợ đi theo nhìn thấy cảnh tượng này. Xe Đát vội vàng xuống xe muốn giải thích không ngờ liền bị mẹ vợ vuốt má một cái thật mạnh. Cô người yêu cũng muốn giải thích hộ cũng bị bà mẹ ngắt lời. Cái loại con gái hám tiền như mày có tư cách gì mà dám nói chuyện với tao? Nếu như mày rảnh thì lo mà đi tìm bố ruột của con mày là ai đi? Bà mẹ càng nói càng tuôn ra những lời khó nghe. Sau đó cảnh cáo nếu như để chuyện này xảy ra một lần nữa thì bà ta nhất định sẽ cho bọn họ biết tay. Người yêu cũ Xe Đát đã ghi mối thù này, thề rằng sẽ khiến gia đình Na Lan phải trả giá. Thấy Xe Đát trở về, Na Lan liền giả vờ đã ngủ rồi. Xe Đát nhận sai xin lỗi vợ, anh bảo vợ hãy quên đi mọi chuyện đã xảy ra tối hôm nay. Bà mẹ trở về nhà khóc nức nở, bà chỉ muốn con gái mình luôn hạnh phúc nhưng không ngờ hết lần này đến lần khác đều khiến con gái phải đau khổ. Hôm sau Na Lan đã dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cô không hề biết hành động của mình sẽ khiến bố chồng nổi giận. Mặc dù gia đình họ rất giàu có nhưng ăn uống rất tiết kiệm, bữa sáng mỗi người chỉ được ăn 5 quả việt quất, nhiều hơn một quả cũng không được. Nhìn những chiếc xe đầy đồ ăn ngon được đẩy đến khiến mọi người kinh ngạc, đây là điều họ không bao giờ dám nghĩ đến, những người giúp việc nơm nớp lo sợ nhìn ông chủ. Ông bố hỏi đây là đồ ăn miễn phí phải không? Tại sao ông ấy không hề biết chuyện này? Ông hỏi quản gia lùn rốt cuộc ai đã lãng phí như vậy? Quản gia lùn nói rằng họ đã ngăn nhưng Na Lan nhất quyết muốn làm như vậy.
Na Lan bước vào nhìn thấy cả nhà đều đang nhìn mình chằm chằm, cô tưởng mọi người không thích đồ ăn mình làm. Bố chồng biết chuyện này là do con dâu làm lập tức thay đổi thái độ khen con dâu làm rất tốt. Bố chồng không tiện mắng Na Lan nên đã chút giận lên những người còn lại, đặc biệt là vợ của mình. Ông trách vợ tại sao không chỉ cho con dâu quy tắc và những điều cấm kỵ trong nhà. Na Lan chưa bao giờ nhìn thấy bố chồng tức giận như vậy. Bên này, bố Na Lan về nhà thu dọn hành lý, quyết định rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt này. Ông nói với vợ bà giống như một thanh kiếm sắc bén làm tổn thương tất cả những người thân xung quanh. Bà mẹ vẫn cho rằng mình bảo vệ gia đình này không có gì sai cả. Ông bố nói có rất nhiều cách để bảo vệ nhưng bà luôn dùng cách tàn nhẫn nhất. Ông đưa chìa khóa nhà cho vợ, hy vọng bà ấy có thể tự chăm sóc bản thân, sau đó xách theo hành lý rời xa ngôi nhà này mãi mãi. Người yêu cũ xe đắt đi chạy bộ nhưng trong đầu cứ văng vẳng những câu nói của mẹ Na Lan khiến cô ta mất hứng. Khi đến cửa hàng mua nước thì nhìn thấy tạp chí đăng bài về chị gái xe đát, tại sao bọn họ được sống sung sướng còn mình bị coi thường là kẻ vô giá trị. Cô ta thề sẽ hủy hoại danh tiếng gia đình họ. Để trả thù, cô ta đã tung tin đồn Na Lan vì có bầu nên mới phải gấp rút kết hôn. Vì vậy, khi Na Lan và chị gái xe đát đang dạo phố thì bị một đám phóng viên chạy tới phỏng vấn, liên tục hỏi Na Lan tin đồn đó có thật không. Na Lan nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt, chị gái cũng nhận ra cảm xúc của Na Lan không ổn định liền kéo cô ấy rời đi. Na Lan vốn không muốn quan tâm đến bọn họ nhưng nhìn thấy tên phóng viên đằng sau liên tục truy hỏi nên cô đã trả lời đây là chuyện cá nhân của tôi, các anh không được phép can thiệp vào. Chị gái thấy vậy vội đưa Na Lan vào xe rồi về nhà. Vốn tưởng đó chỉ là một buổi phỏng vấn bình thường nhưng không ngờ đã bị kẻ xấu răng bẫy. Tối hôm đó trên các phương tiện truyền thông ngập tràn tin tức Na Lan cưới, chạy bầu. Chuyện này đã khiến bố chồng nổi trận lôi đình, lớn tiếng trách mắng Na Lan vì đã làm ô uế danh dự của gia tộc. Mọi người trong nhà nói đỡ cho Na Lan, họ cho rằng không cần phải chú ý đến những tin tức sai sự thật như vậy. Người yêu cũ xe đắt xem tin tức hài lòng chiêm ngưỡng kiệt tác của mình, sau đó cô ta gọi điện cảm ơn đối phương nói rằng ngày mai mình sẽ trả thù lao cho anh ta. Bà mẹ xem tin tức không dám tin vào mắt mình, bà đã bảo vệ sự trong trắng của con gái suốt 25 năm qua nhưng cuối cùng lại nhận được kết cục thảm hại như vậy. Tin tức như sét đánh ngang tai này khiến bà ta không thể chấp nhận được, phẫn nộ đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Lúc này bà mẹ chưa biết những trò này đều do một tay người yêu cũ xe đắt gây ra, vẫn nghĩ rằng con gái đã gây ra chuyện này. Ông bố nhận được tin tức lập tức trở về nhà. Điều này càng khiến bà mẹ tức giận hơn, trách chồng luôn phản đối cách dạy con của mình nên bây giờ mới khiến danh tiếng gia đình bị hủy hoại, bây giờ bà ta chỉ muốn chết đi để tạ lỗi. Ông bố an ủi, trấn an cảm xúc của vợ. Nhìn thấy vợ mình như vậy ông cũng rất đau lòng. Cuối cùng bà mẹ vì quá giận nên đã ngất đi. Na Lan sợ mẹ đọc được tin tức sẽ hiểu lầm mình nên đã gọi điện giải thích toàn bộ câu chuyện cho mẹ. Tuy nhiên sau khi nghe xong bà mẹ chỉ nói tôi không phải mẹ của cô. Na Lan cho rằng mẹ vì đang giận mình nên mới nói như vậy. Trong nhà xe đát chỉ có một người duy nhất tỉnh táo, đó chính là bà mẹ. Sau khi tiếp xúc với một thời gian dài, bà tin chắc con dâu mình không phải là người như vậy nên đã cho người âm thầm điều tra chuyện này, phát hiện chủ mưu đứng sau chính là người yêu cũ của xe đát. Bà mẹ tức giận đến mắng con trai không nghe lời mình, suốt ngày dây dưa với con tiểu tam đó để bây giờ nó phá hoại gia đình mình. Xe đát ngu dốt vẫn không tin người mình yêu sẽ làm như vậy. Bà mẹ cảnh cáo con trai nếu như vẫn qua lại với con bé đó thì gia đình này sẽ tan vỡ. Xe đát có chút nghi ngờ vội nhắn tin cho người yêu cũ, nhưng lúc này cô ta đang dạy con gái vẽ tranh không chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn ăn. Một lát sau cô ta đã đọc được tin nhắn nhưng coi như không nhìn thấy, trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Thấy người yêu không trả lời tin nhắn, xe đát cũng đã đoán được thủ phạm chính là cô ta. Anh tự trách mình đã tin tưởng một con rắn độc thay vì tin vợ mình. Bà mẹ chuẩn bị công bố chuyện này với giới truyền thông để minh oan cho con dâu nhưng lại không liên lạc được với chồng. Lúc này ông bố buồn bực đến khách sạn của gia đình. Giám đốc nhìn thấy chủ tịch mặt đỏ tía tai, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, ông ta đề nghị để mình đi cùng nhưng đã bị chủ tịch từ chối. Tuy nhiên khi ông bố vào nhà vệ sinh thì phát hiện cơ thể mình ngày càng kiệt sức. Nhớ lại bài báo của con dâu, ông đã ngất đi vì quá tức giận. May mà nhân viên đang dọn vệ sinh ở đó đã phát hiện kịp thời mới cứu ông ấy thoát khỏi cánh cửa địa ngục. Ông bố tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói ông bị đau thắt cơ tim do kích động quá mức, cũng may đã được cấp cứu kịp thời. Nhân viên dọn dẹp đã chăm sóc ông ấy rất chu đáo trong bệnh viện. Trùng hợp lúc này TV đang phát tin tức phóng viên xin lỗi Na Lan vì đã đăng thông tin sai sự thật. Bố chồng biết sự thật vô cùng áy náy vì mình đã đổ oan cho con dâu. Biết ân nhân cứu mạng mình là nhân viên trong khách sạn, ông bố đã thăng chức cho anh ấy trở thành tài xế riêng của mình. Sau đó nói với anh ấy bây giờ bản thân không dám đối diện với con dâu, ông muốn đợi chuyện này lắng xuống rồi mới về nhà. Nhân viên không còn cách nào khác chỉ đành dẫn chủ tịch về nhà mình. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy trên bàn đều là những bài báo liên quan đến Na Lan khiến ông bố ngại ngùng. Người nhân viên lập tức cất những tờ báo đi rồi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình, sau đó bảo chủ tịch đi tắm. Nhìn những đồ dùng nhà tắm cũ kỹ khiến ông bố nhớ lại bản thân mình hồi nhỏ. Đã rất lâu rồi ông không nấu ăn nhưng hôm nay ông đã cùng tài xế nấu một bữa trưa đơn giản. Hai người đang ăn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa reo. Tài xế ra mở cửa thì thấy hai vợ chồng Na Lan đến đón bố. Na Lan nhìn người đàn ông trước mặt, cô có cảm giác rất quen thuộc, có vẻ như đã từng gặp anh ấy ở đâu đó. Na Lan đang nói chuyện với bố chồng thì đột nhiên nhìn thấy chiếc khăn màu đỏ ở góc nhà. Lúc này cô mới biết người đàn ông đã giúp đỡ mình trong đám cưới chính là tài xế riêng của bố chồng. Sau một hồi thuyết phục cuối cùng bố chồng đã đồng ý về nhà.
Trước khi ra về, Na Lan cảm ơn người đàn ông vì hôm đó đã giúp đỡ mình. Sau khi lo xong phía bố chồng, Na Lan về nhà mình cầu xin mẹ tha thứ. Nào ngờ bà mẹ không thèm nhìn cô lấy một cái. Sau một hồi con gái nài nỉ, bà mẹ thẳng thắn nói với Na Lan nếu muốn được mình tha thứ thì cô ấy nhất định phải có bầu, nếu không hai người sẽ đoạn tuyệt quan hệ. Thấy mẹ kiên quyết như vậy càng khiến Na Lan cảm thấy áp lực hơn. Đến tối tài xế đưa bố chồng về nhà, ông bố dặn dò tài xế sáng mai đến đón mình. Trong bữa ăn ông bố thông báo một tin tức quan trọng, đó là ông sẽ chọn một người con để thay mình giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Cả nhà đều kinh ngạc trước quyết định đột ngột của ông bố. Điều này khiến những người con trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau chỉ sau một đêm. Xe đắt bất tài cũng muốn cho mình cơ hội để thể hiện tài năng. Chị gái và anh rể cũng dục dịch manh động, anh rể nhắc nhở vợ mình phải lấy lòng mẹ. Chỉ có một mình anh trai cả không quan tâm đến chuyện này, anh chỉ cần Na Lan không bị tổn thương là được. Trong phòng, Na Lan vẫn luôn suy nghĩ về những lời của mẹ, cô quyết định tối nay sẽ chủ động để hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Nào ngờ xe đát không có hứng, anh hôn lên trán Na Lan rồi chúc vợ ngủ ngon. Na Lan cho rằng chồng vẫn giận mình vì chuyện lần trước, cô bất lực tắt đèn đi ngủ. Thực ra trong lòng xe đát lúc này chỉ nghĩ đến những lời bố vừa nói. Bên này chồng của người yêu cũ xe đát đang nổi cơn thịnh nộ, anh ta sớm đã biết chuyện vợ cắm sừng mình nhưng vì hai đứa con nên anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Tuy nhiên bây giờ anh ta không thể chịu đựng thêm được nữa, lập tức tống cổ vợ ra khỏi nhà. Cô vợ bị đuổi đi chỉ biết mượn rượu giải sầu, cô ta cũng rất buồn khi ngắm nhìn những bức ảnh của các con trong điện thoại, loại phụ nữ như cô ta không xứng đáng được cảm thông. Đúng lúc này bố Na Lan cũng đến đây gọi một cốc cà phê, người yêu cũ xe đát vừa nhìn liền nhận ra ông ấy. Nhưng bố Na Lan vẫn chưa biết cô ta là con khốn luôn dùng mọi thủ đoạn để hãm hại con gái mình. Để giữ lịch sự, ông ấy vẫn ngồi nói chuyện với cô ta một lúc. Cô người yêu cũ cho ông bố xem bức ảnh mình chụp chung với Na Lan, người ngoài không biết còn tưởng hai người là bạn thân. Để trả thù vì mẹ Na Lan đã sỉ nhục mình, cô ta quyết định ra tay từ phía bố Na Lan, trước hết có được lòng tin của ông ấy, sau đó giả vờ say không cẩn thận bị trật khớp chân. Trước khi rời đi cô ta còn cố tình nói ra số phòng của mình nhưng bố Na Lan không hề quan tâm, nói lời tạm biệt rồi đường ai nấy đi. Sáng hôm sau, tài xế đến đúng giờ theo lời ông chủ, bố xe đắt còn giấu mọi người trong nhà âm thầm mua chiếc xe Jeep mà mình yêu thích. Cả nhà đều cảm thấy nghi ngờ về hành động khác thường của bố, mọi người đều không biết rốt cuộc ông ấy đang muốn làm gì. Để có thể tăng sức cạnh tranh, xe đát đã đến gặp mẹ với hy vọng mẹ sẽ ủng hộ mình nhưng không ngờ đã bị mẹ mắng cho một trận. Cả ngày ăn no rừng mỡ chỉ biết gây chuyện, bây giờ lại còn đòi làm chủ tịch. Xe đát hứa với mẹ mình sẽ thay đổi và giữ khoảng cách với người yêu cũ. Bà mẹ nói rằng bao giờ làm được thì nói chuyện tiếp, hơn nữa các con đều là máu mủ của mình nên bà ấy không muốn tham gia vào chuyện này. Xe đát nói từ nhỏ đến lớn mình luôn bị bố phớt lờ, nếu không có mẹ đứng về phía mình thì anh sẽ chẳng có cơ hội nào cả. Cuối cùng bà mẹ đã mềm lòng trước sự nài nỉ của con trai. Được mẹ ủng hộ, xe đắt dồn hết mọi tâm trí vào công việc vì biết rằng đây là cơ hội duy nhất để nắm giữ quyền lực. Cũng vì thế mà anh không có thời gian quan tâm đến người vợ ở nhà. Vì công việc rất bận nên xe đắt thường xuyên không về nhà nên Na Lan không có cơ hội ra tay. Cô bạn thân nói anh ấy không về nhà lẽ nào cậu không tự mình đến đó được hay sao? Tạo bất ngờ mới khiến người ta hưng phấn. Sau đó cô bạn thân còn chuẩn bị cho Na Lan một bộ đồ ngủ quyến rũ. Na Lan gọi điện hỏi chồng khi nào về nhà thì biết anh ấy vẫn chưa xong việc nên sẽ tiếp tục ở lại khách sạn. Để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mẹ, Na Lan ăn mặc xinh đẹp sau đó đến quầy lễ tân khách sạn hỏi số phòng của xe đát. Cùng lúc đó, cô người yêu cũ cũng ở trong khách sạn này, cô ta gọi cho lễ tân yêu cầu họ gửi chìa khóa phòng xe đát đến cho mình. Sau đó cô ta lập tức đến phòng xe đát. Lúc này, Na Lan ở quầy lễ tân cũng đã nhận được chìa khóa. Cả hai người họ cùng đi về một hướng. Na Lan đang chuẩn bị tinh thần để có một đêm nồng cháy với chồng, cô không hề hay biết trong phòng này còn có một người khác. Cô người yêu cũ đang trang điểm trong phòng tắm đột nhiên nghe thấy tiếng có người bên ngoài đang tự nói chuyện với chính mình. Khi bước ra thì phát hiện Na Lan cũng đang trang điểm khiến cô ta chán ghét, thầm nghĩ tại sao cái con quê mùa này lại ở đây. Xe đắt về phòng nhìn thấy vợ khiến anh ta rất ngạc nhiên. Na Lan nói với chồng lẽ nào em không được đến đây sao? Nhìn thấy chồng, cô ngại ngùng vội vàng cất bộ đồ ngủ trên giường đi. Nhưng xe đắt lại nói mình rất thích, anh hỏi vợ đây có phải là món quà muốn tặng cho mình không? Anh cũng biết thời gian này mình mải mê làm việc nên đã thờ ơ với vợ. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên thoải mái hơn. Xe đắt cởi áo vest ra rồi kéo vợ xuống giường hỏi cô ấy còn có món quà nào nữa không. Na Lan thẹn thùng nói đều là những thứ anh thích. Sau đó hai vợ chồng họ âu yếm nhau. Cô người yêu cũ chứng kiến cảnh tượng này không thể kiềm chế cảm xúc trong lòng, quyết tâm phải ngăn chặn chuyện này. Nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn, cô ta đã nảy ra sáng kiến. Xe đắt quay ra nhìn thấy người yêu cũ khiến anh ta rất bất ngờ, không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây. Thấy chồng đột ngột dừng lại, Na Lan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tuy nhiên xe đát đã thẳng thừng từ chối khiến Na Lan xấu hổ. Sau đó cô đã nói với chồng mình muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt để điều chỉnh lại cảm xúc. Na Lan đứng trước gương tự nói chuyện một mình để cổ vũ bản thân, không hề chú ý đến người yêu cũ của chồng đang nấp phía dưới. Xe đát không biết tình hình trong đó thế nào, chỉ biết gọi Na Lan nhanh chóng ra ngoài. Xe đắt gửi tin nhắn cho người yêu cũ rồi giả vờ lấy lý do bạn thân gặp tai nạn giao thông nên bây giờ mình phải đến bệnh viện gấp. Sau đó anh ta lập tức kéo Na Lan ra khỏi phòng.
Na Lan ngỏ ý muốn đi cùng nhưng đã bị xe đắt lấy đủ mọi lý do từ chối rồi yêu cầu quản lý khách sạn chuẩn bị xe đưa vợ mình về nhà. Khi ra khỏi khách sạn, Na Lan liền gọi điện than phiền với bạn thân. Bạn thân phân tích liệu có phải xe đắt cố tình làm như vậy để trừng phạt Na Lan tối hôm trước đã hờ hững với mình không? Đang nói chuyện thì xe đến đón Na Lan, cô ấy có chút ngạc nhiên khi thấy tài xế chính là người đàn ông mà bố chồng cô mới tuyển. Một lát sau giúp việc gọi cho Na Lan nói rằng mẹ cô đã khóa cửa nhốt mình trong phòng cả ngày hôm nay không chịu ăn uống gì. Na Lan lo lắng lập tức bảo tài xế quay đầu xe đi đến nhà mình. Về đến nhà, Na Lan điên cuồng gõ cửa phòng mẹ nhưng không có ai trả lời. Cô hỏi giúp việc tại sao không thấy bố mình ở nhà. Giúp việc nói từ ngày ông chủ đi chỉ về nhà duy nhất một lần hôm Na Lan bị đăng tin sai sự thật. Na Lan nghe xong càng thêm lo sợ, cô chắc chắn mẹ ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì đó liền gọi tài xế đến phá cửa. Tài xế đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không mở được. Na Lan thấy vậy liền ngăn lại, cô lo lắng nếu cứ như vậy không những không mở được cửa mà còn có thể khiến tài xế bị thương. Na Lan nói phòng của mẹ mình ở tầng 2 có thể trèo vào từ ban công, tài xế nghe xong vội vàng chạy ra vườn lấy thang để trèo lên ban công. Tuy nhiên khi anh bước vào phòng thì phát hiện mẹ Na Lan không có ở đó mà chỉ thấy những món đồ của trẻ sơ sinh và một bức thư tuyệt mệnh được đặt ngay trên giường. Nghe thấy tiếng gọi của Na Lan, tài xế lập tức chạy ra mở cửa cho cô ấy. Na Lan cũng không nhìn thấy mẹ ở đây mà chỉ thấy những món đồ trên giường. Khi cô ấy chuẩn bị đọc thư thì bà mẹ bước vào đuổi hết mọi người ra ngoài. Bà mẹ vừa nhìn thấy con gái liền tra hỏi cô ấy đã làm chuyện ấy với chồng chưa. Biết con gái vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, bà ta tuyên bố nếu như Na Lan vẫn không sinh được con thì đừng quay về cái nhà này nữa. Nói xong lập tức đuổi Na Lan về nhà chồng, sau đó bà ta trở về phòng thu dọn di vật của con gái. Na Lan đã giữ im lặng suốt chặng đường về nhà. Cô nghi ngờ bố mẹ có chuyện gì đó giấu mình bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy những món đồ trên giường của mẹ ngày hôm nay. Hôm sau Na Lan liên lạc với bố hẹn gặp mặt để thuyết phục bố về nhà, nhân tiện thăm dò tin tức từ bố. Không ngờ khi vừa đến khách sạn lại đụng mặt người yêu cũ của chồng. Cô ta cố tình khiêu khích Na Lan nói rằng tối qua mình đã nói chuyện với bố Na Lan ở đây, hơn nữa còn khen ông ấy ấm áp và có sức hút, bảo Na Lan về nhắc nhở mẹ đừng để bố ở một mình. Na Lan đáp lại đây là chuyện của nhà tôi, cô không cần quan tâm. Cô người yêu cũng nhắc nhở Na Lan phải giữ chồng cho chắc, tránh bị người khác cướp mất lúc nào không hay. Câu nói của cô người yêu cũ khiến Na Lan bực bội, lẽ nào chồng từ chối mình nhiều lần như vậy còn có nguyên nhân khác. Na Lan thuyết phục bố quay về chăm sóc mẹ, đừng để bụng những gì mẹ từng nói, sau đó hỏi bố có phải mẹ có chuyện gì đang giấu mình không. Nhìn thấy ánh mắt sốt sắng của con gái, ông bố không nhẫn tâm nói ra sự thật họ không phải là bố mẹ ruột của cô ấy. Ông chỉ biết an ủi con gái đừng suy đoán linh tinh nữa, ông sẽ về nhà với vợ. Đến tối, ông bố kéo hành lý trở về nhà như đã hứa với con gái. Tuy nhiên bà mẹ vẫn tỏ thái độ với chồng, nói rằng chẳng phải lúc ông đi hùng hồn lắm mà tại sao bây giờ còn vác mặt về ngôi nhà này làm gì vậy. Cô người yêu cũng nói với xe đát nếu như muốn tranh cử vị trí chủ tịch công ty với anh chị mình thì phải ra tay từ phía Na Lan bởi vì ông bố rất thích cô con dâu này. Vì vậy ngày hôm sau, xe đát chủ động nói với bố ý định đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật của mình. Ông bố nghe xong liền vui vẻ đồng ý, còn cho tài xế riêng của mình đưa hai con mình đi. Trên đường đi, xe đát tỏ rõ thái độ coi thường tài xế. Mặc dù Na Lan đã cố gắng ngăn cản nhưng đều vô ích. Đến trạm nghỉ chân, xe đát đi thẳng đến nhà vệ sinh còn tài xế đi tới hỏi Na Lan muốn uống cái gì. Na Lan nói chỉ cần nước lọc là được rồi. Sau đó tài xế mang hai chai nước ra, một chai nước lạnh và một chai nước bình thường. Na Lan không ngờ người đàn ông này lại chu đáo như vậy. Tuy nhiên cô còn chưa kịp uống nước thì xe đắt đi tới nói rằng nơi này quá bẩn, anh ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Na Lan bất lực chỉ đành làm theo ý chồng. Hai người họ đến khách sạn bên bờ biển. Trước mặt mọi người, xe đắt từ chối đặt phòng cho tài xế, nói rằng anh ta ở cùng nhân viên khách sạn là được rồi. Na Lan quay ra nhìn tài xế xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Ở nơi có thời tiết dễ chịu và phong cảnh đẹp như vậy khiến Na Lan cảm thấy rất thoải mái. Xe đắt tặng cho Na Lan một bó hoa mà cô ấy thích, hai người yêu nhau đắm chìm trong hạnh phúc. Na Lan không hề biết xe đát chỉ đang lợi dụng cô ấy mà thôi. Đến tối, để giúp vợ mình không căng thẳng, xe đát cố ý diễn những động tác kỳ cục để chọc cười vợ. Na Lan cũng chủ động làm những hành động xấu xí để khiến chồng vui. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp, đêm nay cả hai người đã hoàn thành nhiệm vụ. Nửa đêm, xe đát lén lút mặc quần áo nhìn vợ mình đang ngủ say rồi đi ra ban công gọi điện thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ cho người yêu trước. Lúc này tài xế vẫn đang ngồi dưới lầu chơi với chó, vô tình nghe được bí mật của anh ta, còn nghe thấy anh ta nói với người trong điện thoại em mới là người anh yêu suốt đời. Tài xế nghe xong thầm mắng xe đát đúng là một tên cặn bã. Sau đó xe đát đã gọi điện báo tin cho mẹ vợ. Bà mẹ khen con rể đã làm rất tốt. Xe đát bảo mẹ vợ sau này đừng nhúng tay vào chuyện riêng của hai vợ chồng họ nữa. Bà mẹ liền nói mình làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho các con khiến xe đát không nói nên lời. Xe đát đạt được mục đích của mình khiến tâm trạng anh ta rất vui. Cảm ơn vợ vì đã cho mình một đêm tuyệt vời. Na Lan cũng rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mẹ. Cuộc đời của cô chính thức bước vào một giai đoạn mới. Tài xế cảm thấy rất bất bình khi biết sự thật liền đi đến nhà hàng để uống rượu, miệng không ngừng mắng xe đát có một người vợ xinh như vậy mà không biết trân trọng, hận không thể cho xe đát một trận. Đến sáng hôm sau, tài xế bị nhân viên nhà hàng gọi dậy vội vàng đi đến chỗ hai vợ chồng Na Lan, nhưng khi đến nơi thì thấy hai người họ đã dậy từ sớm rồi.
Khi anh ta chuẩn bị ăn sáng cùng họ thì bị phục vụ ngăn lại nói rằng tài xế sẽ ăn ở nhà ăn của nhân viên. Tài xế thừa biết chuyện này là do xe đắt làm, khi rời đi anh ấy còn cố ý lấy trộm một chùm nho. Na Lan bật cười khi nhìn thấy cảnh này. Tài xế tìm một bàn ăn phía xa có thể quan sát Na Lan, anh rất muốn nói ra sự thật nhưng lại sợ như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy. Tài xế mang cà phê cho hai người, họ liền bị xe đắt trên người hôi, hỏi anh ấy lẽ nào không đủ tiền mua nổi vé đi tắm hay sao. Lòng tự trọng của mình bị xúc phạm, tài xế tức giận cố tình làm đổ cà phê vào người xe đắt khiến anh ta bực bội bỏ đi. Sau khi ăn sáng xong, Na Lan vào rừng đi bộ một mình. Tài xế sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên đã đi theo phía sau. Na Lan tận hưởng không khí trong rừng, cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng mang lại, mọi thứ đều rất tuyệt đẹp. Nhưng ngay sau đó cô đã bị ngã, tài xế thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cô ấy lên. Na Lan kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy ở đây. Tài xế giải thích mình đi ngang qua đây nghe thấy tiếng động nên chạy đến. Thấy Na Lan bị bong gân, không thể đi được nữa, tài xế trực tiếp bế cô ấy lên. Na Lan bị dọa sợ, không ngừng bảo tài xế thả mình xuống. Nhưng tài xế nói đây là phương pháp an toàn nhất lúc này để giúp chân cô không bị thương nặng hơn. Về đến khách sạn, anh ấy đặt Na Lan xuống sofa, yêu cầu cô không được cử động. Na Lan cảm ơn tài xế đã chườm đá giúp mình giảm sưng. Tài xế còn cẩn thận lấy khăn che lên túi đá vì sợ Na Lan bị lạnh. Xe đắt nhận được tin vội vàng đi tới, nhìn thấy tài xế đang massage chân cho vợ mình khiến anh ta nổi cơn ghen, chất vấn quản lý lẽ nào khách sạn không có bác sĩ hay sao mà lại để một người tài xế ở đây chăm sóc cho vợ tôi vậy. Quản lý khách sạn nói rằng bác sĩ ở thôn bên cạnh, nếu như tới đây sẽ mất một chút thời gian. Xe đắt trách mắng thái độ phục vụ ở đây quá tệ, đồng thời còn nói sẽ khiếu nại khách sạn của họ. Bên này, cô người yêu cũng nhận được đơn giành quyền nuôi con của chồng liền đến phòng làm việc của anh ta, chất vấn anh ta tại sao lại cướp đi quyền nuôi con của mình. Người chồng liền nói dù các con có phải sống thế nào đi nữa thì vẫn tốt hơn so với việc sống với một người mẹ như cô ta. Mặc dù cô người yêu cũ là tiểu tam chính hiệu nhưng cô ta vẫn luôn chăm sóc tốt cho hai đứa con. Các con là mạng sống của mình, cô ta không cho phép bất kỳ ai cướp bọn trẻ đi. Cô ta bị bảo vệ đuổi ra ngoài chỉ đành gọi điện đe dọa xe đát nếu như không đứng ra giúp đỡ mình thì cũng đừng mơ có được vị trí chủ tịch khách sạn. Xe đát không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý, sau đó lấy lý do muốn chữa trị vết thương ở chân cho vợ để đòi về. Na Lan thắc mắc rõ ràng ở khách sạn có bác sĩ địa phương, hơn nữa vết thương của cô cũng không quá nghiêm trọng, tại sao lại phải về gấp như vậy? Để tránh bị vợ nghi ngờ, xe đắt lập tức chuyển chủ đề, giả vờ quan tâm massage chân cho vợ vài cái rồi lại quay ra chơi điện thoại. Hai vợ chồng Na Lan về nhà mẹ đẻ, xe đắt và mẹ vợ nhìn nhau đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Lần này bà mẹ đã hào phóng giơ tay ra thể hiện mình đã chấp nhận người con rể này khiến Na Lan và bố rất ngạc nhiên. Bà mẹ cũng đã thay đổi thái độ với Na Lan, không chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc con gái mà còn hôn lên trán cô ấy. Biết chân con gái đang bị thương, bà ta còn đích thân bôi thuốc cho con gái. Chứng kiến một loạt hành động khác thường của mẹ, Na Lan biết chắc chắn mẹ và chồng mình có liên lạc riêng. Trước khi ra về, người mẹ lại dặn dò con gái mới chỉ hoàn thành bước đầu tiên, bây giờ cô vẫn nợ bà ta một đứa cháu. Xe đát đưa vợ về nhà mẹ đẻ xong lập tức đến gặp người yêu. Cô ta muốn xe đát đến nói với chồng mình giữa hai người họ không có bất kỳ quan hệ gì. Hai người họ vẫn chưa biết người chồng đã đọc hết tin nhắn của bọn họ từ lâu rồi. Cô vợ và xe đát liên tục giải thích, cuối cùng người chồng thẳng thắn nói với bọn họ đừng coi mình như một tên ngốc nữa. Anh ta đều biết rõ tất cả những chuyện bẩn thỉu mà hai người đã làm, chỉ có điều không muốn phí lời với họ mà thôi. Cô người yêu cũ bây giờ chỉ có thể gọi cho bảo mẫu để nói chuyện với các con. Nhưng chưa nói được mấy câu thì người chồng đã về đến nhà, nghe thấy giọng nói ghê tởm của cô ta qua điện thoại. Người chồng liền đi tới giật điện thoại trong tay các con, cảnh cáo vợ hãy quên bọn trẻ đi, đừng làm phiền cuộc sống của bố con họ nữa. Na Lan về đến nhà nhớ đến lời dặn của mẹ khiến cô vô cùng mệt mỏi. Một lúc sau cô lau nước mắt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó xuống nhà gặp bố mẹ chồng. Không ngờ cô vừa ngồi xuống ghế thì chị gái bước vào báo tin mình đã mang thai với cả nhà. Tin tức này khiến xe đát vô cùng căng thẳng, bây giờ thời khắc quan trọng để chọn ra người đảm nhận vị trí chủ tịch, bản thân mình không bằng chị gái, cũng không được bố trọng dụng, cho dù có được mẹ giúp đỡ thì cũng không giúp ích gì lắm. Ông bố luôn mong muốn nhà có thêm thành viên, từ khi có bầu, địa vị ở trong nhà của chị gái đã được nâng cao. Ông bố cũng hứa sẽ đồng ý mọi yêu cầu của con gái. Chị gái đột nhiên có bầu đã làm hỏng mọi kế hoạch của xe đát. Anh ta bàn bạc với Na Lan hai vợ chồng họ cũng phải nhanh chóng có con. Tuy nhiên Na Lan vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành một người mẹ, cô cho rằng mọi chuyện vẫn nên để thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy dáng vẻ không tình nguyện của vợ, xe đát lập tức thay đổi thái độ trách Na Lan là vợ nhưng lại không nghe lời chồng. Na Lan cũng nhìn ra mục đích của chồng, nhưng cô không muốn lấy đứa con của mình ra làm lá chắn. Vì chuyện này mà hai vợ chồng họ cãi nhau ầm ĩ. Na Lan xuống phòng khách để lấy lại bình tĩnh, anh trai vừa nhìn liền nhận ra cô ấy đang không vui. Anh trai kiên nhẫn giải thích với Na Lan hôn nhân khó tránh khỏi những lúc cãi vã, nhưng dù sao đi nữa thì hai vợ chồng cũng không được chiến tranh lạnh mà phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Na Lan nghe lời anh trai trở về phòng, nhìn thấy chồng vẫn có thể ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cô cảm thấy chán ghét. Do phải chịu áp lực quá lớn, nửa đêm Na Lan đã gặp ác mộng, cô nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của mẹ hiện ra trước mặt mình, miệng không ngừng hỏi cô bao giờ mới chịu sinh con. Lúc này xe đát cũng đi tới chất vấn cô tại sao không đồng ý sinh con cho mình. Hai bên ngày càng đến gần chỗ mình khiến Na Lan cảm thấy nghẹt thở bật dậy từ cơn ác mộng.
Hôm sau, cô người yêu cũ nói với Sedat, mẹ Nalan là người có tiếng nói nhất trong nhà. Nếu như muốn cô ấy mang thai thì phải nhờ bà mẹ ra tay giúp đỡ. Một lát sau, Sedat đã đưa Nalan đến nhà mẹ vợ. Trên bàn ăn, anh ta cố ý nói ra chuyện chị gái mình đã mang thai. Bà mẹ nghe xong liền bảo các con cũng nhanh chóng sinh một đứa đi. Sedat nói anh cũng rất muốn làm bố rồi nhưng Nalan không đồng ý. Nalan không ngờ chồng lại đổ lỗi cho mình. Thấy mẹ đang lườm mình, cô liền có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên bà mẹ đã lấy lý do để dẫn con gái đến căn hầm quen thuộc. Còn Sedat ở trên nhà vẫn đang vui vẻ chơi cờ với bố vợ, anh tin mẹ vợ nhất định sẽ cho mình một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn thấy căn hầm đáng sợ, Nalan khổ sở cầu xin mẹ cho mình giải thích. Nhưng bà mẹ đã phớt lờ, chỉ nhìn chăm chăm về phía sau lưng con gái. Nalan quay đầu lại nhìn thấy chiếc thìa gỗ đã tra tấn mình suốt bao năm qua khiến cô rất sợ hãi, chủ động nhận lỗi với mẹ, hứa rằng mình sẽ hoàn thành mọi yêu cầu của mẹ chỉ cần mẹ đừng tác động vật lý với mình. Bà mẹ lạnh nhạt nói với Nalan nếu như muốn được tự do thì bắt buộc phải sinh một đứa con. Sau đó Nalan theo mẹ đi lên nhà. Tên chồng cặn bã vẫn đang nhàn nhã chơi cờ, biết rõ vợ mình bị mẹ vợ trừng phạt nhưng vẫn giả vờ hỏi han quan tâm vợ có phải đang bị ốm hay không. Nalan không thèm trả lời anh ta. Sedat lại hỏi sao sắc mặt của em khó coi thế. Thấy mẹ đang nhìn mình, Nalan miễn cưỡng cười nói mình không sao. Bà mẹ tuyên bố con gái mình đã đồng ý nhanh chóng sinh con, sau đó quay sang hỏi con gái mình nói thế có đúng không. Nalan sợ hãi chỉ đành gật đầu. Ông bố ngắt lời vợ, nói rằng đây là chuyện riêng của hai vợ chồng con gái, họ là bố mẹ không có quyền can thiệp vào. Sedat rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra thuận lợi. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bà mẹ nhanh chóng ra mở cửa thì nhìn thấy vị khách không mời mà đến chính là chồng cũ tóc xoăn của người yêu cũ Sedat. Vài tiếng trước, tên tóc xoăn đang ở nhà nấu bữa trưa cho các con thì nhận được tin nhắn của vợ cũ. Bên trong còn có một video, anh ta sợ các con nghe thấy liền đeo tai nghe vào. Người phụ nữ trong video chính là bảo mẫu đã từng làm việc ở nhà anh ta. Vợ cũ phát hiện trước đây tên tóc xoăn đã từng có ý đồ xấu với bảo mẫu nên đã dùng đoạn video này để đe dọa anh ta trao lại quyền nuôi dưỡng các con cho mình. Dù thế nào đi nữa, tên tóc xoăn cũng không thể giao các con cho con mất nết đó. Vì vậy anh ta quyết định đến tìm Nalan để nói cho cô ấy biết sự thật. Sedat sợ hãi khi nhìn thấy tên tóc xoăn. Nalan nghe thấy âm thanh ngoài cửa định ra xem tình hình thế nào. Sedat thấy vậy liền cố tình làm đổ cốc nước rồi giả vợ bị bỏng để vợ quay lại. Nalan nhanh chóng đi tới kiểm tra vết thương cho chồng rồi gọi giúp việc mang thuốc tới cho họ. Bà mẹ ở ngoài cửa cũng không muốn để hai người họ gặp mặt nhau vì bà biết rõ mục đích của tên tóc xoăn đến đây là gì. Bà yêu cầu anh ta về nhà tự giải quyết vấn đề với vợ, đừng có đến đây làm phiền con gái mình. Tên tóc xoăn phản bác Nalan có quyền được biết hoàn cảnh của mình, bà là mẹ sao lại có thể bao che cho con rể, nhẫn tâm chứng kiến con gái mình không hạnh phúc. Anh ta và Nalan đều có chung cảnh ngộ giống nhau, tại sao họ không thể cùng nhau kết hợp khiến đôi trai gái kia phải trả giá. Bà mẹ nói đối với tôi danh dự quý giá hơn bất cứ thứ gì, tôi sẽ không cho phép cuộc hôn nhân của con gái để lại vết nhơ cho gia đình chúng tôi, cho dù nó không hạnh phúc cũng phải chịu đựng. Tên tóc xoăn chưa bao giờ nhìn thấy một người mẹ kỳ quặc như vậy. Anh ta nhất quyết phải nói cho Nalan biết sự thật. Bà mẹ chỉ đành khuyên tên tóc xoăn nên bình tĩnh lại, chuyện này cứ giao cho bà ta xử lý. Nalan thấy mẹ đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, mặc kệ Sedat lấy mọi lý do để ngăn lại nhưng cô vẫn quyết định ra xem tình hình thế nào. Nhưng khi cô ra đến nơi chỉ nhìn thấy mẹ đang đứng một mình trong sân. Cô hỏi mẹ ai đến nhà mình vậy? Bà mẹ trả lời chỉ là một tên cặn bã mà thôi, con không cần phải quan tâm. Sau đó bà ta đi đến chỗ Sedat nói với anh ta theo mình xuống tầng hầm, bà ta có thuốc đặc trị vết bỏng cho anh ta. Sedat nghe xong lập tức từ chối. Bà mẹ nói rằng mình có ăn thịt con rể đâu mà sợ, cứ yên tâm mà đi. Đúng là ác giả ác báo, anh ta xứng đáng được trải nghiệm sự khốn khổ của Nalan suốt 25 năm qua. Bà mẹ yêu cầu anh ta cởi quần ra, sau đó lấy nước thánh mình đã chuẩn bị đổ vào quần con rể. Nhìn căn hầm u ám và bà mẹ vợ kỳ dị, tên cha nam sợ đến mức không dám thở mạnh. Anh ta vội vàng giải thích không ngờ liền bị mẹ vợ nhổ nước bọt vào mặt. Bà mẹ nói thẳng ngay từ lần gặp đầu tiên tao đã biết mày là một thằng đểu rồi, nhưng chỉ vì đứa con gái duy nhất của tao yêu mày say đắm nên tao mới đành đồng ý. Bà mẹ đe dọa sẽ nói ra mọi chuyện của anh ta và con bồ nhí. Sedat sợ hãi vội cầu xin mẹ vợ cứu mình. Bà mẹ còn cảnh cáo từ nay về sau nếu như anh ta còn dám qua lại với người yêu cũ thì bà ta nhất định sẽ không để yên. Sau đó bà ta trả lại quần cho con rể rồi bỏ đi để lại anh ta một mình ở đó. Giúp việc đã biết sự thật, vốn tưởng rằng Nalan sẽ thoát khỏi bà mẹ biến thái nào ngờ cô ấy lại gặp phải thằng chồng cặn bã. Bà ấy không thể giúp gì được chỉ có thể trao cho cô ấy một cái ôm ấm áp để an ủi. Trên đường về nhà, Nalan hỏi chồng tại sao lại nhắc đến chuyện sinh con trước mặt mẹ. Sedat nói dối mình không hề có ý gì cả, chỉ vì mình quá mong muốn được làm bố nên mới nói như vậy. Anh ta còn nói sau này mình sẽ tôn trọng mọi quyết định của vợ. Sedat đưa vợ về nhà rồi lấy cớ phải đến công ty làm việc. Sau đó anh ta lập tức gọi điện báo tin cho người yêu để nghĩ cách giải quyết chuyện hôm nay, nếu như bị tên tóc xoăn giở trò thì kế hoạch của họ sẽ thất bại. Hai người còn đang nói chuyện thì bà mẹ đã đến nhà cô người yêu cũ. Biết con rể vẫn tiếp tục lừa mình khiến bà ta nổi điên, trực tiếp đi tới sở cổ con tiểu tam ấn mạnh vào tường vì dám chạm đến giới hạn của mình, cảnh cáo cô ta tránh xa con gái và con rể mình ra nếu không muốn biến mất khỏi cuộc đời này. Cô người yêu cũ sợ hãi cầu xin bà ta tha cho mình, thề rằng mọi chuyện sẽ kết thúc.
nhận được câu trả lời mình mong muốn, bà mẹ mới chịu buông tay ra. Cô người yêu cũ lấy những đứa con mình ra để nhận được sự đồng cảm, khóc lóc kể khổ là mẹ ai chả mong muốn con mình được hạnh phúc. Không ngờ liền bị bà mẹ mỉa mai, tôi cảm thấy nhục nhã thay cho hai đứa con của cô khi có một người mẹ như vậy. Tôi có thể giúp cô giành lại quyền nuôi con nhưng mục đích tôi làm như vậy chỉ vì con gái của tôi. Cô người yêu cũ biết chắc chồng cũ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Mẹ Na Lan đồng ý sẽ giúp cô ta giải quyết chuyện này nhưng với một điều kiện, cô ta phải quỳ ở đây hát bài ca tạ lỗi đến bao giờ hay thì thôi. Cô người yêu cũ cầu xin bà ta bỏ qua cho mình nhưng bà mẹ không thèm để ý đến. Cô người yêu cũ sau khi bị dạy dỗ liền đến tìm xe đát nhưng xe đát nói rằng bây giờ anh ta còn không thể bảo vệ được mình. Nếu như mẹ vợ đã ra lệnh thì dù thế nào họ cũng phải làm theo. Khi hai người đang nói chuyện thì tình cờ bị tài xế nhìn thấy. Cuối cùng anh ta đã nhìn rõ bộ mặt của con Tiểu Tam. Tên tóc xoăn đang đến khách sạn để nói chuyện với xe đát thì nhận được cuộc gọi của mẹ Na Lan hẹn anh ta tối nay gặp nhau lúc 8 giờ tại bãi biển, nói rằng mình đã tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Đến tối bà ta đưa người yêu cũ của xe đát đến bờ biển, còn mình thì nấp trong bóng tối quan sát. Cô người yêu cũ nghe theo sự xúi dục của mẹ Na Lan đến gặp chồng cũ, vừa gặp mặt liền rơi nước mắt giả bộ đáng thương. Thấy chồng cũ không thèm quan tâm cô ta, lập tức quỳ xuống nói rằng mình rất yêu anh ta. Chồng cũ nói rằng anh ta đã chán ngấy khi phải nghe những lời nói dối của cô ta. Hết cách, cô ta chỉ đành lây cái chất ra để đe dọa. Nhưng tên chồng cũ chỉ quay đầu nhìn một cái rồi lập tức bỏ đi. Sau khi thấy chồng cũ rời đi, cô ta liền lau nước mắt. Lúc này mẹ Na Lan đi tới, cô ta liền hỏi bà ta thấy kỹ năng diễn xuất của mình như thế nào. Bà mẹ Na Lan liên tục lắc đầu chế giễu cô ta vô cùng ngu xuẩn. Tuy nhiên, bà ta cũng nói nếu như tên tóc xoăn là người có lương tâm thì anh ta sẽ không để con mình không có mẹ. Cô người yêu cũ xe đắt hỏi bà ta tiếp theo mình nên làm gì. Bà mẹ nói rằng bà ta sẽ tự xử lý chuyện này. Vốn tưởng rằng chồng cũ sẽ vì con mà tha thứ cho mình, nào ngờ anh ta lại tuyên bố với công chúng hai người đã ly hôn, còn âm thầm ám chỉ xe đắt chính là người gây ra chuyện này để làm xấu mặt mình. Sau khi xem tin tức, cô ta liền gọi cho bảo mẫu không cho con mình xem TV, ngày mai cũng không cần đi học, nhưng giúp việc nói rằng bây giờ đã quá muộn rồi, bọn trẻ đều đã biết những chuyện xấu hổ mà mẹ đã làm. Lúc này cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Không lâu sau, nhà xe đát cũng đã xem được tin tức, khiến xe đát đứng ngồi không yên, lo sợ chuyện này khiến anh ta mất cơ hội có được vị trí chủ tịch. Người chị ngồi bên cạnh nói bóng gió không biết rốt cuộc nguyên nhân hai người họ ly hôn là gì. Bố mẹ xe đát cũng nói rằng không thể chấp nhận loại người tệ bạc như vậy. Bố mẹ Na Lan ở nhà cũng đã xem được tin tức này, nhưng chuyện này khiến họ càng thêm lo lắng. Vốn tưởng rằng mình có thể giúp hai vợ chồng họ, không ngờ mọi chuyện bây giờ đã trở nên nghiêm trọng hơn. Xe đát và người yêu đang nói chuyện với nhau thì bị mẹ đi ra nghe thấy được. Bà mẹ không dám tin rằng chuyện này có liên quan đến con trai mình. Bà nghiêm túc yêu cầu con trai trả lời câu hỏi của mình rằng chuyện này có phải là thật không. Xe đát lúc này có chết cũng không dám thừa nhận, anh ta nói rằng mình hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Bà mẹ cảnh cáo con trai nếu để mình phát hiện ra anh ta có liên quan thì bà sẽ nói chuyện này với chồng mình và Na Lan, đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với anh ta. Na Lan trở về phòng cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc người phá hoại gia đình tên tóc xoăn là ai. Xe đát không dám trả lời liền dùng cách khác để lảng tránh vợ, nhưng đã bị Na Lan từ chối bởi vì chuyện lần trước xe đát đã làm ở nhà mẹ đẻ của mình khiến Na Lan thất vọng, cô ấy cần một chút thời gian để chữa lành. Anh trai tốt bụng đến gặp xe đát nói rằng khi làm tổn thương một người không giống với việc làm hỏng một món đồ chơi khi còn nhỏ mà không phải chịu bất cứ hậu quả nào. Xe đát bất lực, hôm nay bản thân đúng là quá đen đủi, đi đến đâu cũng nhận được những lời phê bình và dạy dỗ. Tài xế rất vui khi xem được tin tức, cuối cùng con Tiểu Tam kia đã nhận được quả báo, nhưng thằng khốn xe đát vẫn còn nhờn nhơ. Tài xế quyết tâm nhất định sẽ nghĩ cách để trừng trị anh ta. Hôm sau bà mẹ lo lắng tên tóc xoăn sẽ đến tìm con gái mình để nói hết sự thật. Bà ta biết rằng với tính cách của Na Lan, nếu như con bé biết chuyện này thì chắc chắn sẽ kiên quyết ly hôn. Vì danh dự của gia đình, bà mẹ một mình đến nhà tên tóc xoăn. Tên tóc xoăn vô cùng kinh ngạc khi thấy bà ta đến nhà mình, anh ta lập tức yêu cầu bảo mẫu dẫn các con về phòng. Mẹ Na Lan yêu cầu anh ta tối nay dẫn vợ cũ đến dự tiệc kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ xe đát để xóa bỏ tin đồn đã ly hôn. Tên tóc xoăn nghe xong lập tức từ chối. Bà mẹ bình tĩnh mở đoạn video của bảo mẫu kể lại việc bị anh ta sàm sỡ trong điện thoại ra đe dọa anh ta, bây giờ mình đã có bằng chứng để giúp cô vợ cũ giành lại quyền nuôi con. Bà mẹ bảo tên tóc xoăn hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu như đoạn video này được tung ra thì anh ta sẽ bị hủy hoại danh tiếng, đồng thời cũng mất đi hai đứa con. Buổi tối, bố xe đắt ngắt một bông hoa hồng trong vườn làm quà tặng cho vợ nhân ngày kỷ niệm 35 năm ngày cưới. Bà vợ rất vui khi được nhận hoa bởi vì suốt 35 năm nay chồng chưa bao giờ tặng gì cho mình cả. Bà cũng tặng cho chồng món quà mà mình đã chuẩn bị. Ông chồng mở ra nhìn thấy đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền, lập tức thay đổi thái độ, chất vấn vợ lấy tiền ở đâu ra để mua một món quà đắt như vậy. Bà vợ trả lời đây đều là tiền tiết kiệm của mình, bà ấy tuyệt đối không động đến một đồng nào của gia đình này. Ông chồng nghe xong mới đồng ý nhận món quà này. Những người con tổ chức một bữa tiệc để tạo bất ngờ cho bố mẹ. Na Lan nhìn thấy mẹ trò chuyện vui vẻ người yêu cũ của chồng, ngây thơ tưởng rằng có lẽ mẹ mình có ấn tượng tốt cô ta. Bà mẹ nghiêm khắc dặn dò Na Lan tối nay nhất định phải luôn ở bên cạnh chồng. Đám phóng viên liên tục hỏi người yêu cũ xe đát sự thật về chuyện ly hôn. Cô ta thản nhiên phủ nhận chuyện này chỉ là tin đồn, mối quan hệ của hai vợ chồng họ vẫn rất tốt.
Lúc này tên tóc xoăn đi tới, vì bị mẹ Na Lan uy hiếp nên anh ta chỉ đành phối hợp diễn cảnh thân mật trước mặt mọi người, phá tan tin đồn hôn nhân tan vỡ. Sau đó tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu khiêu vũ. Tài xế trốn ở một góc ngắm nhìn Na Lan xinh đẹp ở giữa sân khấu, tưởng tượng ra cảnh mình đang khiêu vũ với cô ấy. Sau khi hết phần khiêu vũ, chị gái đi tới tặng cho bố mẹ một bất ngờ. Đúng lúc này Na Lan nói rằng cô ấy muốn đi vệ sinh nên đã rời đi. Màn hình từ từ hiện ra đoạn video camera ghi lại cảnh tượng xe đắt và người yêu cũ thân mật ở bãi đậu xe khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tài xế nhìn thấy Na Lan ngày càng đến gần, anh sợ cô ấy sẽ nhìn thấy hành động bẩn thỉu của chồng mình lập tức đi tới rút USB ra khỏi máy tính. Ông bố xem xong tức hộc máu khiến cả hội trường trở nên náo loạn, vốn dĩ là bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới vui vẻ bây giờ lại bị thằng con khốn nạn phá hỏng. Ông bố bảo mọi người đưa mình về nhà để tuyên bố một quyết định quan trọng, trước hết ông yêu cầu con gái kiểm soát dư luận không để chuyện hôm nay bị dò dỉ ra ngoài. Mọi người cũng thống nhất giấu Na Lan chuyện này. Xe đắt lúc này vô cùng sợ hãi, ông bố chỉ lườm anh ta một cái để dằn mặt vì ông sợ con dâu sẽ phát hiện. Sau chuyện này anh trai và chị gái lần lượt mắng anh ta đều cùng một người mẹ sinh ra, tại sao khác nhau như vậy, có vợ đẹp con khôn ở nhà mà không biết an phận, suốt ngày chỉ biết ra ngoài cặp bồ. Bên này mẹ Na Lan trở về nhà, thắc mắc không biết rốt cuộc là ai đã tung đoạn video đó ra. Ông bố ngốc nghếch nói rằng mình không hiểu đoạn video đó có ý nghĩa gì khiến bà mẹ bất lực. Bây giờ bà ấy vô cùng lo lắng cho tương lai của con gái mình. Người yêu cũ xe đắt được trở về nhà như ý nguyện. Tên tóc xoăn nói mình làm như vậy là vì các con, cảnh cáo đây là cơ hội cuối cùng của cô ta. Nhìn thấy xe đắt gửi tin nhắn đến, cô vợ lập tức tắt nguồn điện thoại. Hôm sau, ông bố nói bây giờ sức khỏe của mình đã yếu hơn nhiều, đợi sau khi xe đắt hoàn thành công việc trong tay mình sẽ đích thân tuyên bố giao lại quyền quản lý công ty cho con trai. Xe đắt vui mừng đi tới ôm bố khóc nức nở vì tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Nhưng không ngờ sau đó ông bố liền gọi con gái đến phòng nói rằng mình sẽ giao lại công ty cho cô ấy bởi vì con trai cả không có tham vọng, con trai út thì quá vô dụng, chỉ có giao cho con gái ông ấy mới yên tâm. Ông dặn con gái tuyệt đối phải giữ bí mật, đợi sau khi xe đắt hoàn thành công việc đang làm, ông sẽ thu hồi tất cả tài sản và cổ phần của anh ta ngay lập tức. Sau đó ông bố đến nhà người yêu cũ xe đắt. Bởi vì mình với bố cô ta có mối quan hệ hợp tác lâu dài nên ông ấy cũng không muốn ép cô ta đến bước đường cùng. Ông ấy nói cô ta phải biết nghĩ đến các con của mình, bản thân cô cũng là một người mẹ có con gái. Nếu như con gái của cô cũng gặp cảnh ngộ như Na Lan thì cô ta sẽ nghĩ thế nào? Những lời của bố xe đắt khiến cô người yêu cũ cảm thấy áy náy. Lúc này xe đắt đột nhiên gọi tới, ông bố yêu cầu cô ta bật loa ngoài. Xe đắt vui mừng nói rằng anh ta sắp được ngồi lên cái ghế chủ tịch rồi. Đến lúc đó hai người họ sẽ cùng nhau đi du lịch ăn mừng, anh ta còn nói bố mình là một ông già ngốc nghếch. Cô người yêu cũng ngại ngùng nhìn bố xe đát, sau đó lập tức tuyên bố chia tay với xe đát rồi tắt máy. Trước khi ra về, cô ta hỏi bố xe đát có phải cả đời này ông ta sẽ không tha thứ cho mình đúng không? Bố xe đát nói rằng tôi có tha thứ cho cô hay không không quan trọng, quan trọng là cô có thể tha thứ cho mình không? Bên này, bà mẹ gọi cho Na Lan bảo con gái hôm nay đi cùng mình ra ngoài đón sinh nhật. Na Lan không dám tin vào tai mình, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật vì mẹ từng nói ngay mà cô được sinh ra, cũng chính là ngày bà ấy mất đi một người quan trọng, vì vậy đối với mẹ cô đây chính là ngày khiến bà ấy đau lòng nhất. Hôm nay là lần đầu tiên mẹ tổ chức sinh nhật cho mình, Na Lan thừa biết bà ấy chắc chắn có lý do của mình nên mới làm như vậy. Quả nhiên hạnh phúc chưa được bao lâu, bà mẹ liền kiếm cớ đuổi chồng đi, sau đó mắng con gái kết hôn đã lâu rồi mà vẫn chưa chịu mang thai, yêu cầu cô ấy phải học cách làm đẹp cho bản thân để quyến rũ chồng chứ không phải mỗi ngày chỉ biết ở nhà đợi chồng về. Sau đó bà mẹ dẫn con gái đi mua sắm, đích thân chọn cho con gái rất nhiều bộ váy gợi cảm, dặn dò cô bạn thân chọn cho con gái mình những bộ đồ lót quyến rũ nhất. Na Lan cảm thấy đây giống như một giấc mơ, không biết đây có phải mẹ mình hay không. Bà mẹ còn đưa cho Na Lan một lá bùa dặn dò cô ấy bí mật để lên người xe đát. Na Lan cảm thấy những hành động của mẹ rất khác thường, cô hỏi mẹ có phải có chuyện gì giấu mình hay không. Bà mẹ nói rằng mình làm như vậy đều vì để cuộc hôn nhân của con gái hạnh phúc hơn. Na Lan về nhà làm theo lời mẹ dặn, nhân lúc chồng đang tắm cô lén lút khâu bùa vào túi áo vest của anh ấy. Hôm nay là ngày bố xe đát tuyên bố trao lại chức vụ chủ tịch cho một người con. Mọi người ai nấy đều trầm ngâm, chỉ có mình xe đát cười tươi không ngậm được miệng vì biết mình sắp được nắm quyền cao nhất công ty. Sau khi bàn giao thành công dự án cuối cùng trong tay, anh ta lộ rõ vẻ mặt đắc ý. Để kế hoạch của mình trở nên hoàn hảo hơn, ông bố không ngừng khen con trai làm rất tốt, còn bảo anh trai và chị gái chúc mừng anh ta. Chị gái biết rõ kết quả cuối cùng là gì, cô ấy nấy đi tới ôm em trai. Trước khi tuyên bố quyết định của mình, ông bố bảo trợ lý lấy ra 3 tờ đơn chuyển nhượng cổ phần yêu cầu 3 người con đều phải ký vào đó. Nghĩ đến việc sắp được thừa kế, xe đát không chút đắn đo nhanh chóng ký tên. Lúc này ông bố lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang, ông ta mắng xe đát đã làm những chuyện xấu hổ như vậy mà vẫn còn mặt mũi ngồi vào cái ghế chủ tịch của mình, tuyên bố sẽ không để cho anh ta một đồng nào, đồng thời sẽ thu hồi mọi tài sản do anh ta đứng tên. Xe đát đã rất sốc khi biết mình đã trở thành con cờ trong tay bố, càng bất ngờ hơn khi biết bố đã giao công ty cho chị gái từ trước và đoạn video trong bữa tiệc hôm đó, do chính chị gái cố ý tung ra vậy mà chị ta vẫn giả vờ như không biết gì. Xe đát không thể chấp nhận hình phạt của bố, anh ta không nói không rằng vội cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trên bàn rồi bỏ chạy bởi vì số cổ phần này là tia hy vọng cuối cùng của anh ta.
Sau đó anh ta lập tức đến tìm kẻ thù của bố ra giá bán số cổ phần trong tay mình với trị giá 200 triệu đô, yêu cầu ông ta chuẩn bị tiền trong vòng 2 ngày. Tên đầu chọc không ngờ bố Sedat lại có một thằng con trai vô liêm sỉ như vậy. Sedat cay cú khi bị gia đình mình phản bội, bản thân còn không bằng một người ngoài như Nalan. Anh ta cho rằng Nalan đã mang đến cho mình những điều xui xẻo, liền tháo nhẫn ra ném xuống biển kết thúc cuộc hôn nhân này. Bên này chị gái cũng tự nguyện ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bởi vì bố ép cô ấy phải ly hôn với chồng như vậy ông ta mới có thể yên tâm giao công ty cho con gái. Để bảo vệ gia đình mình, cô lựa chọn rời khỏi công ty, từ bỏ tất cả số cổ phần mình đang nắm giữ, sau đó cùng chồng trở về nhà thu dọn hành lý. Bà mẹ vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra ở công ty, không ngừng an ủi con gái. Chị gái nói rằng nếu ở lại đây cô sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với em trai, cô an ủi mẹ có thời gian rảnh mình nhất định sẽ về thăm mẹ. Anh trai hiểu được nỗi khổ của em gái, anh khuyên mẹ nên để hai em tự do lựa chọn cuộc sống của mình. Như vậy, hai vợ chồng chị gái đã rời khỏi nhà chuyển đến một nơi khác. Cùng lúc đó, người yêu cũ Sedat ở nhà phải chịu sự kiểm soát của chồng cả ngày. Người chồng yêu cầu cô ta báo cáo chi tiết tất cả những việc mình đã làm trong ngày. Cô vợ liền nói không ai có quyền kiểm soát tự do của cô ta. Tên tóc xoăn cảnh cáo nếu không ngoan ngoãn nghe lời anh ta thì lập tức cút khỏi ngôi nhà này. Cũng đừng mong gặp lại các con. Nalan xuống nhà ăn cơm thì phát hiện chỉ có mỗi bố mẹ chồng ở nhà, còn những người khác không thấy đâu cả. Bố chồng bảo cô không cần lo lắng. Nalan không có tâm trạng ăn cơm, trở về phòng gọi cho chồng rất nhiều cuộc nhưng không có ai nghe máy. Sedat thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ giống như con chim sổ lồng tùy ăn chơi trác táng. Nhưng lúc này đã có người lén báo tin với đám phóng viên Sedat đang ở đây. Khi Sedat và cô gái tóc đen đang đi dạo thì bị đám phóng viên chặn lại. Sedat kiên quyết từ chối ghi hình, sau đó hai bên xảy ra ẩu đả. Tuy nhiên Sedat đương nhiên không phải đối thủ của bọn họ, sau vài đường cơ bản anh ta đã bại trận. Đột nhiên có một đám người đến giải cứu đưa Sedat lên xe để thoát khỏi đám phóng viên. Đến khi tỉnh lại Sedat mới biết thì ra là chú đầu chọc đã cứu mình, còn đưa mình đến biệt thự của ông ấy để chữa trị vết thương, dặn dò cấp dưới đi giải quyết những tin tức trong tay đám phóng viên. Nalan đứng ở cầu thang nghe lén cuộc trò chuyện của bố chồng và anh trai, bất ngờ khi biết chuyện đã xảy ra ở công ty sáng nay. Lúc này cô mới nhận ra mình đã cưới phải một thằng đểu. Bà mẹ biết Sedat cả đêm không về nhà, vì vậy sáng ra liền dẫn theo chồng đi cùng mình đến nhà thông gia. Không ngờ vừa vào đến cửa đã nghe thấy cuộc cãi vã của gia đình Sedat. Bố chồng dự định để Nalan ly hôn với con trai mình, trả lại tự do cho cô ấy, còn mặc kệ Sedat để anh ta tự lo liệu cho bản thân. Bà vợ nghe xong tức giận bỏ đi, vừa bước ra liền nhìn thấy mẹ Nalan, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, hai gia đình không ai nói lời nào với nhau. Nalan ở trong phòng cả đêm không ngủ cố gắng liên lạc với Sedat. Lúc này giúp việc đi tới nói rằng bố mẹ cô đã đến đây. Bà mẹ cho rằng nếu như con gái ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình nên đã cảnh cáo con gái không được phép ly hôn. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô ấy cũng phải là chỗ dựa vững chắc cho chồng. Trước khi rời đi bà ta còn dặn dò con gái sửa soạn thật đẹp chuẩn bị tinh thần đón chồng về. Hai mẹ con họ không hề biết lúc này Sedat đang bàn bạc với người yêu để chuẩn bị cùng nhau rời xa nơi này. Sedat nói rằng bây giờ anh ta đã có rất nhiều tiền để lo cho người yêu và hai con của cô ấy cùng mình sang nước ngoài định cư. Cô người yêu cũ nghe xong lập tức đồng ý, hai người thống nhất chia nhau ra hành động. Trước khi ra về, mẹ Nalan nói với thông gia bằng mọi cách phải tìm con trai về đây, không thể tự nhiên biến mất như thế được. Anh trai nhận được tin em trai mình đến nhà tên đầu chọc liền đến nhà ông ấy để tìm em trai. Tên đầu chọc nói rằng Sedat đã bán hết cổ phần của anh ta cho mình rồi, cầm tiền bỏ đi từ tối qua rồi. Anh trai nói với tên đầu chọc anh ấy muốn mua lại số cổ phần đó, anh ấy chấp nhận trả giá gấp đôi so với mức giá em trai mình đưa ra. Nhưng tên đầu chọc liền từ chối, còn đuổi khéo người anh trai rời khỏi đây. Người yêu cũ Sedat bận rộn thu dọn hành lý ở nhà, dặn dò hành lý để hết toàn bộ đồ đạc của mình xuống hầm. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cô người yêu cũ ra mở cửa thì thấy quả nhiên lại là bà mẹ điên rồ đúng như mình dự đoán. Cô ta mỉa mai hỏi ngọn gió nào đưa bà đến đây. Bà mẹ đi thẳng vào trong nhà không thèm để ý cô ta, vừa đến phòng khách đã nhìn thấy hộ chiếu và hành lý dưới sàn khiến bà ta có dự cảm không lành. Cô người yêu cũ nói dối mình sắp đưa hai con đi du lịch nên đang chuẩn bị đồ đạc. Bà mẹ đương nhiên không tin những lời cô ta nói, trực tiếp hỏi cô ta rốt cuộc Sedat đang ở đâu. Cô người yêu cũ giải thích đã rất lâu rồi mình không liên lạc với anh ấy, thề rằng lần cuối cùng hai người họ gặp nhau là ở bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ Sedat. Bà mẹ từng bước ép cô ta vào góc tường, lại lần nữa nhấn mạnh hỏi cô ta về tung tích của Sedat. Thấy cô ta vẫn không chịu nói thật, bà mẹ liền giơ tay lên cảnh cáo cô ta nếu như để tôi vuốt má thì cái mũi giả của cô không còn nguyên vẹn đâu. Cô người yêu cũ cầu xin bà ta tha cho mình, nhưng cô ta vẫn một mực khẳng định không biết Sedat đang ở đâu. Bà mẹ thấy vậy chỉ đành bỏ qua, chúc cô ta và các con đi chơi vui vẻ nhưng vẫn không quên nhắc nhở mình sẽ luôn để mắt tới bọn họ. Nhìn thấy bà mẹ điên rời đi, cô ta liền gọi cho Sedat để kể lại chuyện vừa xảy ra. Sedat an ủi cô ta cố gắng đợi đến ngày mai là bọn họ có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Trước khi đi Sedat chủ động gọi điện hẹn gặp Nalan để chính thức nói lời chia tay với cô ấy. Nalan có dự cảm không lành nhưng cô vẫn gọi cho mẹ bảo mẹ không cần lo lắng, bây giờ mình sẽ đi gặp chồng để thuyết phục anh ấy trở về.
bà mẹ cũng khuyên con gái đừng sợ làm mất lòng bố mẹ chồng. Bây giờ ưu tiên hàng đầu của con chính là xe đạp, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì con cũng phải đứng về phía chồng. Na Lan vừa ra khỏi nhà thì bà mẹ bên này cũng lập tức tới chỗ xe đạp. Na Lan sửa soạn thật đẹp đi đến buổi hẹn, vừa gặp xe đạp cô lập tức khuyên chồng theo mình về nhà, nói rằng mình không quan tâm đến chuyện chồng có trở thành người thừa kế hay không. Xe đát nói rằng anh ta đã bị gia đình bỏ rơi nên bây giờ không thể quay về ngôi nhà đó nữa. Sau đó anh ta trực tiếp đề nghị ly hôn. Câu nói này đã khiến Na Lan rất sốc. Lúc này thời gian như đang dừng lại, Na Lan không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô đau lòng nhìn bạch mã hoàng tử trước mặt mình, sau đó kiên quyết tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra đặt xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi. Cuộc sống giống như một giấc mơ, từ lúc ngập tràn hạnh phúc đến lúc thất vọng tột cùng chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng. Tài xế không yên tâm luôn đi theo Na Lan. Khi anh ta hỏi Na Lan có cần mình đưa về nhà hay không, lúc này Na Lan mới nhận ra bản thân bây giờ đã không còn nơi nào để về. Sau khi con gái rời đi, bà mẹ liền đến chỗ xe đát chất vấn có phải anh ta đang chuẩn bị đưa con tiểu tam sang nước ngoài nên mới tàn nhẫn bỏ rơi con gái mình đúng không? Xe đát lập tức phản bác việc anh ta rời đi không liên quan đến bất kỳ ai. Bà mẹ liền nói để mình đến gặp ông thông gia xem ông ấy có thoải mái vẫy tay chào tạm biệt con trai mình không. Na Lan trở về nhà chồng thu dọn hành lý thì bà mẹ gọi tới hỏi thăm tình hình của con gái. Na Lan giấu không nói cho mẹ biết sự thật, có lẽ vì cô không muốn mẹ lo lắng và thất vọng về mình. Lần này bà mẹ giả vờ coi như mình chưa biết chuyện gì, không vạch trần những lời nói dối của con gái. Na Lan tạm biệt mẹ chồng và anh trai, cô nói với họ đây là quyết định của xe đát. Bà mẹ trở về nhà, tức giận quá mức khiến huyết áp tăng cao phải nhờ giúp việc mang thuốc cho mình uống mới lấy lại bình tĩnh. Sau khi giúp việc rời đi, bà mẹ ôm miệng bật khóc. Tài xế đưa Na Lan về nhà mẹ đẻ, đây là nơi duy nhất cô ấy có thể đi, nhưng khi đứng ở cổng Na Lan lại nhớ đến những lời mẹ từng nói trong đám cưới của mình, từng câu, từng chữ của mẹ như cái gai in sâu trong lòng cô. Cô không hề biết lúc này mẹ mình cũng đang ngồi khóc một mình trong nhà. Na Lan không còn nơi nào để đi, chỉ có thể nhờ tài xế đưa mình đến nhà bạn thân. Thực ra tài xế cũng rất muốn mời cô ấy đến nhà mình nhưng lại sợ cô ấy sẽ hiểu lầm. Anh nói với Na Lan mình sẽ đợi cô ở dưới nhà để có thể đưa cô ấy đến bất cứ đâu. Cô bạn thân không ngờ chỉ mới vài ngày lại có nhiều thay đổi lớn như vậy. Na Lan nói với bạn thân xe đát rất thản nhiên khi đề nghị ly hôn như thể anh ấy đã mong muốn điều này từ rất lâu rồi. Cô bạn thân an ủi Na Lan hãy chuyển đồ đạc đến đây sống với mình, bắt đầu lại cuộc sống mới. Câu nói của bạn thân khiến Na Lan rất cảm động, may mà cuộc sống này vẫn cho cô ấy một tia hy vọng. Chị gái xe đát biết tin Na Lan đã chuyển đi vội vàng trở về nhà. Cô cho rằng mình đã là người tạo ra mớ hỗn độn này. Cô cảm thấy áy náy khi nhìn thấy bố mẹ vui mừng chuẩn quần áo và đồ chơi cho cháu bởi vì cô ấy không hề mang thai. Trước đây cô ấy đã nói dối như vậy vì muốn giành được vị trí chủ tịch. Cô biết sớm muộn gì thì chuyện mình giả vờ mang thai và chuyện mình đã gây ra cho em trai sẽ được đưa ra ánh sáng. Đến lúc đó cô không biết sẽ phải đối diện với mọi người như thế nào. Nửa đêm, Na Lan lại bật dậy từ cơn ác mộng. Sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần đã khiến cô ấy kiệt sức. Bây giờ cô ấy đã lấy đủ dũng khí để ăn uống thoải mái, làm chuyện mà 25 năm qua mình không dám làm. 5 giờ sáng hôm sau, bà mẹ độc đoán đến nhà thông gia để đòi lại công bằng cho đứa con gái đáng thương của mình. Sau một hồi gõ cửa dồn dập và những tiếng gọi chói tai của bà ta đã đánh thức tất cả mọi người trong nhà. Mẹ xe đắt lo sợ không dám ra gặp mặt thông gia nên đã nhờ con gái ra đại diện mình. Mẹ Na Lan thản nhiên ngồi ở ghế của chủ nhà, vừa mở miệng liền mắng bố xe đát không biết dạy thằng con trai quý tử để nó hủy hoại hạnh phúc và hy vọng của con gái mình. Sau đó bà ta kể lại những chuyện mà thằng con rể quý hóa đã làm tối hôm qua. Bố xe đát bây giờ mới biết tối qua con dâu đã chuyển đi. Chị gái thấy tình hình không ổn nên đã đứng ra giải vây giúp bố, liền bị mẹ Na Lan đuổi ra ngoài. Ông bố cảm thấy áy náy vì mình không hề biết những chuyện đã xảy ra với con dâu. Mẹ Na Lan đe dọa bố xe đát phải xử lý mớ hỗn độn này vì bây giờ xe đát chuẩn bị dẫn con tiểu tam sang nước ngoài định cư. Nếu như không giải quyết được thì bà ta sẽ công bố cho cả nước biết hết những chuyện bẩn thỉu mà xe đát đã làm. Bố xe đát biết rõ bà ta là người nói được làm được liền hứa rằng mình sẽ làm mọi cách để hai vợ chồng họ quay về bên nhau. Anh trai rất lo lắng cho Na Lan nên đã gọi điện hẹn gặp cô ấy. Anh trai hỏi Na Lan có dự định gì trong tương lai. Na Lan nói rằng từ nhỏ đến lớn cô đều phải nghe theo mệnh lệnh của mẹ nên mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Anh trai động viên Na Lan những ngày tháng ám ảnh đó đã qua rồi, bây giờ em hãy dũng cảm bắt đầu một cuộc sống mới. Khi hai người đang nói chuyện thì bà mẹ đột nhiên gọi tới yêu cầu cô ấy lập tức về nhà chồng thu dọn đồ đạc theo mình về nhà. Na Lan biết mẹ mình chắc chắn đã biết hết mọi chuyện rồi. Anh trai ngỏ ý muốn đi cùng liền bị Na Lan từ chối vì cô ấy cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi mẹ Na Lan ra về, bố xe đắt liền nổi trận lôi đình, lớn tiếng mắng thằng con trai bất tài vô dụng của mình. Ông yêu cầu con gái khóa hết thẻ ngân hàng của xe đắt để anh ta ngoan ngoãn vác mặt về đây. Cô con gái nói với bố bây giờ đã muộn rồi bởi vì xe đát đã bán hết cổ phần của mình cho tên đầu chọc. Tin tức này như sét đánh ngang tai suýt chút nữa khiến ông bố tức chết. Bên này xe đát và cô người yêu cũ vẫn đang ôm giấc mộng chuẩn bị cao chạy xa bay với nhau. Xe đát bảo cô ta chỉ cần mang ít hành lý thôi bởi vì bây giờ anh ta đã có rất nhiều tiền, sang đến nơi sẽ mua mới toàn bộ cho mẹ con họ. Sau đó anh ta gọi cho tên đầu chọc hẹn nửa tiếng sau gặp mặt thực hiện giao dịch. Anh ta không hề biết rằng ngay sau đó bố mình đã đến tìm tên đầu chọc yêu cầu ông ta trả lại tất cả cổ phần. Đây là cách duy nhất để ông bố có thể lôi con trai mình về. Nhưng tên đầu chọc đã từ chối vì ân oán trước đây giữa hai người họ.
Ông bố khuyên ông ta tạm thời nên gác lại chuyện này trước, việc quan trọng cần làm bây giờ là ngăn chặn không cho Sedat đưa con tiểu tam ra nước ngoài, hàn gắn lại cuộc hôn nhân của Sedat. Mặc dù tên đầu chọc rất ghét bố Sedat nhưng ông ta cũng không nỡ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Cùng lúc đó chị gái và anh trai cũng đến tìm Sedat. Chị gái xin lỗi Sedat, tha thiết thuyết phục em trai trở về nhà. Sedat nói rằng từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ được bố coi trọng, cho dù bây giờ có trở về nhà cũng sẽ như vậy, trong mắt bố anh ta chỉ là thứ rác rưởi, bây giờ anh ta muốn sống cuộc sống của riêng mình. Chị gái và anh trai nghe xong cũng rất đồng cảm với Sedat. Sedat đưa nhẫn cưới nhờ chị gái trả lại cho Nalan, coi như đây là sự bù đắp cuối cùng dành cho cô ấy. Nalan về nhà lại lần nữa bị mẹ đưa xuống hầm. Nhìn thấy mẹ mang đến bộ đồ bảo hộ bó sát đã trói buộc mình suốt 25 năm qua khiến Nalan sợ hãi. Bà mẹ bảo thủ yêu cầu Nalan từ bây giờ phải mặc lại đồ bảo hộ giống như trước đây bởi vì con gái đã khiến gia đình bị mất mặt. Từ ngày mai Nalan phải quay lại cuộc sống như trước đây, mỗi ngày đều phải mặc đồ bảo hộ và để giúp việc tắm cho mình. Bà mẹ chỉ có thể dùng cách này để đe dọa con gái cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Sau khi mẹ rời đi, Nalan lập tức ném bộ quần áo bảo hộ trong tay đi, cô quyết định từ bây giờ sẽ sống theo ý mình. Bên này, Sedat đang vui vẻ chờ đợi mẹ con người yêu cũ đến sân bay để cùng mình đi khỏi nơi này, thì nhận được cuộc gọi của ngân hàng thông báo vẫn chưa nhận được tiền vì phía người mua đổi ý không mua cổ phần của anh ta nữa. Nhìn thấy người yêu cũ đang dẫn các con đến chỗ mình khiến anh ta vô cùng lo lắng. Cô người yêu cũng không hề để ý đến cảm xúc bất thường của Sedat, vui vẻ dẫn hai người con đi làm thủ tục đăng ký. Khi thanh toán, Sedat bất ngờ khi biết bố đã khóa toàn bộ thẻ ngân hàng của mình, bây giờ trong túi anh ta chỉ còn lại 10 đô. Khi con gái người yêu đòi mua đồ chơi, anh ta chỉ đành dỗ dành đợi khi nào chuyển đến chỗ ở mới thì mình sẽ mua cho cô bé đồ chơi tốt hơn. Sau khi mua nước cho mẹ con người yêu, Sedat lập tức gọi cho tên đầu chọc để hỏi lý do tại sao lại đột ngột dừng giao dịch. Tên đầu chọc đã dạy dỗ cho anh ta một bài học, bày tỏ mình rất thất vọng về anh ta. Lúc này cô người yêu cũng đã nhận ra điều bất thường, cô ta hỏi Sedat có phải việc mua bán cổ phần đã xảy ra vấn đề hay không. Sedat không dám nói cho người yêu biết sự thật, chỉ đành nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhận được đáp án khẳng định khiến cô người yêu rất vui. Sedat biết rõ bây giờ bản thân không thể dẫn mẹ con họ cao chạy xa bay. Anh ta suy sụp trốn vào nhà vệ sinh để điều chỉnh lại cảm xúc. Khi anh ta ra ngoài thì nhìn thấy Nalan xuất hiện trước mặt mình. Nalan cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này, thuyết phục chồng về nhà với mình. Cho dù anh có đi đến bất cứ đâu thì bố anh cũng sẽ dùng mọi cách để bắt anh về thôi. Sedat nói với Nalan bây giờ anh ta đã không còn gì trong tay nữa. Nalan liền nói cô không quan trọng việc chồng mình giàu hay nghèo, dù có như thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn luôn ở bên chồng. Sedat không còn đường lui, bắt đầu do dự, cuối cùng anh ta đã lựa chọn hồi tâm chuyển ý, nắm tay cùng vợ về nhà, không thèm đếm xỉa đến ba mẹ con người yêu đang ở đó. Cô người yêu cũ tức giận không ngừng gọi cho anh ta. Sedat không chút do dự lập tức tắt máy. Cô người yêu cũ lúc này đang rất rối, đột nhiên nhớ đến bức thư chia tay đã để lại cho chồng trước khi đi khiến cô ta càng thêm lo sợ. Bây giờ cô ta phải nhanh chóng đưa các con về nhà. Lên xe liền đeo nhẫn cưới lại, sau đó xé toàn bộ tem ký gửi hành lý cho vào túi áo của mình rồi lấy vài che hành lý lại. Cuối cùng dặn dò hai đứa con tuyệt đối không được nói chuyện này với ai, đặc biệt là bố. Nếu như bố có hỏi thì phải nói là em gái bị sốt nên ba mẹ con đến bệnh viện kiểm tra. Bên này hai vợ chồng Sedat cũng đã về đến nhà. Sedat do dự không dám vào nhà bởi vì anh biết rõ tính cách của bố. Nalan đưa tay ra động viên Sedat, cô ấy sẽ luôn đồng hành cùng chồng cho dù có phải đối mặt với chuyện gì đi nữa. Hai vợ chồng vừa vào đến cửa lập tức được chào đón bằng những lời mắng mỏ của ông bố. Nalan khuyên bố chồng dừng lại, sau đó nói rằng bây giờ mình có chuyện riêng muốn nói với ông ấy. Nalan bày tỏ mình không đồng tình với cách giáo dục của bố chồng, cô cho rằng bố nên lắng nghe suy nghĩ của các con nhiều hơn, là cha mẹ phải biết công nhận những nỗ lực của các con và bao dung cho những khuyết điểm của chúng. Ông bố gia trưởng không biết bây giờ mình phải thay đổi thế nào. Nalan liền nói bây giờ bố nên phá bỏ những luật lệ cũ trong nhà, ví dụ như bây giờ Sedat đã trở về nhà, bố hãy tha thứ cho anh ấy, đồng thời động viên anh ấy đứng dậy làm lại từ đầu. Những lời nói của Nalan đã khiến ông bố nhận ra sai lầm trong cách dạy con của mình. Nalan cũng đã làm hòa với Sedat, cô hy vọng qua chuyện này chồng sẽ biết trân trọng gia đình. Sedat đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa. Người yêu cũ Sedat về nhà nhìn thấy chồng đã đợi sẵn ở phòng khách, nhưng may mà anh ta vẫn chưa phát hiện bức thư. Khi anh ta chuẩn bị mắng liền bị cô vợ chặn miệng nói dối vì con gái bị sốt nên cô ta đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi thấy chồng đưa con gái lên phòng nghỉ ngơi, cô ta lập tức chạy ra lấy bức thư chia tay giấu vào trong túi quần của mình. Hôm sau bố Sedat gọi con gái và con rể về nhà chơi, bây giờ ông ấy cũng không còn cau có khi nói chuyện với vợ nữa. Mọi người trong nhà đều bất ngờ khi thấy ông bố thay đổi. Ông bố nói rằng từ nhỏ đến lớn ông chưa từng nhận được tình thương của bố nên ông ấy không biết phải làm thế nào để trở thành một người bố tốt. May mắn thay bản thân đã có một người con dâu tốt bụng chỉ cho mình nên biểu đạt như thế nào. Mọi người trong nhà nghe xong đều rất cảm động. Ông bố còn giao quyền quản lý công ty cho Sedat để động viên con trai cố gắng. Sedat vô cùng biết ơn Nalan vì cô ấy không những đã giúp mình được quay về căn nhà này mà còn giúp mình có được vị trí chủ tịch trong công ty. Anh ta thề rằng sau này nhất định sẽ đối xử tốt với vợ để không phụ lòng cô ấy. Bên này gia đình tên tóc xoăn vừa ăn sáng xong, cô vợ liền giục các con đi học vì sợ các con sẽ để lộ chuyện hôm qua. Tuy nhiên cô con gái đã lỡ miệng nhắc mẹ đừng quên lấy kẹo mua ở sân bay đang để trong vali ở cốp xe cho mình.
Tên tóc xoăn nghe xong liền nhận ra mình lại bị lừa. Anh ta tức giận chạy ra ngoài mở cốp xe kiểm tra thì nhìn thấy ba chiếc vali. Cô vợ vội vàng giải thích mình làm như vậy vì muốn tạo bất ngờ cho chồng bởi vì cô ta đang có dự định đưa cả nhà đi du lịch. Tuy nhiên tên tóc xoăn đã phát hiện miếng dán thẻ lên máy bay trong xe. Anh ta lập tức mở vali ra kiểm tra nhưng không hề thấy món đồ nào của mình. Cô vợ giải thích mình để vali của anh ta ở trên lầu. Tên tóc xoăn tức giận chạy về phòng tìm nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Cô vợ lấy vali mình đã chuẩn bị từ trước ra. Nhìn thấy trong vali toàn là quần áo của mình, tên tóc xoăn liền câm như hến. Cô vợ lấy điện thoại ra cho anh ta xem vé máy bay mình đã đặt rồi, trách chồng không tin tưởng mình. Tên tóc xoăn không thèm nghe cô ta kể lể, lập tức bỏ đi. Sau đó anh ta liền cho người điều tra xem hôm qua vợ mình đã làm gì. Tập này đến đây là kết thúc. Nhớ để lại một like để bọn mình có động lực làm phần cuối của bộ phim này nhé.